내가 좀 느끼네. 야, 야, 띄엄. Bạn mất cái hai nghe bà nhận gương ấy. À, bà mất cái hai nghe không thấy hết chưa? À, thấy thấy ba người xem, bốn người xem. Vô lại giùm em, mấy chị em bị rớt mạng. Nên nhiều khi mấy chị coi Hà Lai, mấy chị bấm theo dõi em nha. Đó. Ngủ em, mẹ ngủ chút. Khuyên ăn đổ chưa? Thì rớt nữa là đi tâm biển á nha. Nó biết á nha. Đi tâm biển á. Wow, cái này sao đầy dữ rồi lớn. Wow, đầy nhiều này, 200 cái. Rồi, vô lại giùm em nha mấy chị nha. Vô lại giùm hàng nha. Trời ơi, đang like nó bị văng em ra cái chiều. Biết giờ được chưa? Giờ được chưa mấy chứ? Em thay bộ đồ mới luôn á. Em thay bộ đồ mới luôn á mấy trời. Rào sao không tải được bình luận luôn. Á vợ. Chị gì? Cái bé không? Cái bé không? Sao đang biết? Chỉnh nó khác á. Núi này. Mình chỉnh không nó khác chứ còn ai nó khác tiếp đi không có đâu. Rồi vô thấy nè, chào hàng cái nha. Vô lại. Chị nào mà có đơn hồi nãy thì gộp vô nha mấy chị nha. Em mày mới bị văng ra, vô lại giúp em nha mấy chị ơi. Nha. Ôi mới vô thấy em nè, chia sẻ lại lại giúp em. Theo cái này bí nó trồng lên rồi mới trời mà chưa kịp xả ấy. Nên bây giờ là Hà xả tặng mấy chị em mình luôn nha. Áp dụng tài khoản chia sẻ like. Áp dụng tài khoản chia sẻ like lại giùm em nha mấy chị nha. Rồi chia sẻ like lại cho Hà đi. Những cái món này nó lẻ. Hàng rớt. Em Hà bán cho mấy chị đồng giá 29.000 đồng thôi. Nha. Nhớ chia sẻ like cho Hà. Đồng giá 29.000 chia sẻ like lại giúp em nha, để nó khỏi bị ẩn comment của mình. Xong mình sang hàng siêu rẻ với em Hà nha mấy chị nha. Bộ Hamel là dập nổi nha mấy chị nha. Đơn giản, nói chung cái bộ này thì ai mang cũng được. Nó có mấy màu, đợi xí Hà lên nha. Rồi bây giờ áp dụng tài khoản chia sẻ like cho Hà. Đồng giá 29.000 đồng. Đồng giá 29.000 cả rổ này luôn. 29.000 thôi. Rồi nhớ chia sẻ like cho Hà để mình sang được hàng rẻ nha mấy chị em mình ơi. Áo quần bộ đầy đủ này hết luôn. Đầy đủ trong ngày luôn, theo 29.000 thôi. Ok chưa mấy chị, bên này không thấy comment nữa rồi này. Không thấy cái chấm nào luôn. Nhà của anh đây hay dữ. Ôi tự nhiên in không được cái chào lét. Gì nữa phía. Trần chúc em chào view lên ra, in làm mới làm nhé. Mấy ai chữ. Hello chị Lê Ngô nha. Từ đời xíu mở máy in mới. Vô thấy Hà chào hàng cái. Lên quần chiếc còn ok chị Bích Phan. Rồi vô lại mẹ. Vô lại giúp em. Rồi chia sẻ like cho Hà chưa. Đồng giá 29.000 đồng nha. Áp dụng tài khoản chia sẻ like cả rổ này luôn. 29.000 để mình săn hàng siêu rẻ nha mấy chị nha. 29.000 đồng. Tương tác mạnh mẽ, bộ nam nữ gì có hết mấy chị ơi, chia sẻ like lại cho Hà nha. Trời ơi, chia sẻ like lại giùm em nha mấy chị ơi. Đó, lúc nãy là bị ẩn xong nó bị rớt xong rồi. Giờ mới vô lại là nhất quả tan 3 lần nha mấy chị nha. Rồi, chia sẻ like cho Hà luôn nha. 29.000 đồng mã số 1, đồng giá 29.000 thôi. Nhớ có chia sẻ like để mình săn hàng siêu đẹp nha mấy chị ơi. 58kg đổ về nha. Bộ Hà mặc 60kg đổ về ok nha, đợi Hà xíu. Rồi mã số 2, 29.000 cái cho Hà nha mấy chị ơi. Lát mã 2 mấy chị comment mã 2 giúp em luôn nha. Nhanh tay, thả tim, thả like, tương tác giúp em nha. Mã số 3, 29.000 đồng thôi. Rồi mã số 4 cho em mã này nha, lấy mã 4, ghi mã 4. Chị nào chưa chia sẻ like, bấm chia sẻ like cho Hà nha. Mã 5 giúp em mã này, Hà like rất là nhanh luôn bởi vì hàng này nó lẻ nên hai cực kỳ nhanh luôn hai nha. Chị dưỡng hậu nên mấy chị cố gắng chia sẻ like để mình chốt được nha mấy chị nha. Mã số 4 cho em mã này luôn.
à số 5. Cá vừa rồi là mã số 5 nha. Rồi mã số 6 cho em, mã này là mới chờ cá này mới qua mặt luôn. Mã số 6 là hàng Thông Thái nha. Lấy mã 6 mấy chị comment mã 6. 4 chị Lê Mai. 29.000 đồng cho Hà nha, mã số 6. Rồi mã số 7 giùm em mã này luôn, nhuận cao viết thì siêu đẹp luôn. 5 chị Lê Thị Mỹ Lai. Lấy mã 7 mấy chị comment mã 7 nhanh tay cho Hà nha. Thả tim thả like tương tác mạnh mẽ giúp em. Mã số 8 cho em mã này luôn nha, lấy mã 8 ghi mã 8. Mã số 9 giùm em luôn. 29.000 chị xin út. Lấy mã 10 mấy chị comment mã 10 cho Hà nha. 29.000 giúp em. Rồi, em này à 5k nha. Chị Bảo Nguyên Lê. Em này còn 2 cái chốt 5k luôn. 5k giúp em nè mấy chị ơi. 5.000 đồng. Rồi, người chị Thanh rộng. Hoa. Áo phom rộng cho Hà luôn nha. Rồi thả tim thả like tương tác mạnh mẽ giúp em nha. Cứ chị nào chưa sẽ bấm chia sẻ like cho Hà để nó phần ẩn comment của mình để mình sang hàng siêu rẻ với em nha. Rồi. Phom rộng. 5 chị Quang Laser. 9 chị Kim Lăng Nguyễn. 29.000 đồng cho Hà nha. Mã 11. 29.000 đồng mã 11 giúp em luôn. Lấy 11 comment 11 cho Hà nha. Rồi bộ này luôn. Lên cho Hà là mã 12 nha mấy chị ơi. Chị nào chưa chị sẽ like, bấm chia sẻ like cho Hà nha. 11. Rồi mã 12. 11 chị Phan Huyền. Em sale 29.000 mã 12, nhớ chia sẻ like áo thái nha mấy chị ơi. 60kg đổ về cho Hà nha. Lấy 13 mấy chị comment 13. Chị Diễm Trần. Rồi 14 cho em mã này luôn nha. 14. Chích màu trắng lên đèn. 14 cho Hà nha, 14. Trời ơi, 15 cho Hà mã này luôn nè mấy chị ơi, thả tim thả like. Tương tác mạnh mẽ cho Hà nha, 15. 14. Rồi 16 Hà mã này luôn, 16. 16, bộ Hà mặc có mấy màu? Em lấy xuống cho ta. 17 cho em mã này nha, đồng giá 29.000 đồng áp dụng tài khoản chia sẻ like nha, 17. 18 giùm em mã này. 18. Trời ơi, 57, 58 kia về chốt thoải mái nha. Rồi 19 cho em 16, luôn. 16 chị Võ Ngọc Tấn. 29.000 thôi nha. Hà bán luôn nữa mấy chị ơi. Nó mấy chị cố gắng chia sẻ like cho Hà nha. 21, 29.000 đồng luôn. 17 chị 20. Thùy Phan. 2. Rồi 20 là cái vừa rồi nha mấy chị nha. 21 giùm em mới là màu này. Rồi lấy 21 mấy chị comment 21 cho Hà nha. 19 chị Tuyết Trắng. Rồi 22 cho em mã này luôn. Lấy 22 mấy chị comment 22 cho Hà form rộng luôn. 21 chị Thanh Thảo. 29.000 nhớ chia sẻ like. 22 22 cho em mã này, 29.000 đồng một món nha mấy chị ơi. 23 cho em mã này luôn. Cứ gì vào chưa sẻ like, bấm chia sẻ like cho Hà nha. 23 22 chị Mi View. 24 cho em mã này nha. Lấy 24 mấy chị comment 24. Nhanh tay cho Hà luôn. 25 26 nha mã này nha. 26 toàn bộ là hàng Thái xịn không mấy chị. 27 giùm em nha. Lấy 27 mấy chị comment 27. Rồi 28, nhớ chia sẻ like nha. 28, 29 ngàn nhanh tay. 26 chị Kim Phạm. 29 cho em mã này nha. Lấy 29 với chị comment 29, 30 luôn. 24 chị Ái Diễm. Vải Hà Bao đẹp nha mấy chị nha. 31. Quần chip lấy chip xịn đi trời. 32, chip xịn có rồi đó. 33, 25 chị Phát Thanh. Rồi 34 cho em mã này nha. 29 ngàn đồng 34. Ôi 35. 27 chị Phương Nguyễn. 35 giúp em nha. Lấy 35 comment 35 đồng giá 29.000 đồng. 36 thì Hà mã này nha. 28 chị Khánh Huyền. Chị nào chưa chị sẽ like, bấm chia sẻ like cho Hà nha. 20 36 đúng không? 37. 30 chị Kim Hiền. 29.000 đồng thôi, lấy 37 mới chị comment cho em là 37 nha. Rồi mã 38. 31 chị Nờ Tơ Thẳng đồng. Rồi mã 39 cho em mã này nha. Lấy 39 với chị comment 39 em luôn. 33 chị Linh Nguyễn. Mã 39. Rồi 40 cho Hà mã này mấy chị ơi. Lấy 40 với chị comment 40. 35 chị Linh Trương. 41 cho em mã này luôn nha. 29.000 đồng thôi. 42 nhanh tay cho Hà nha. Đây là gộp đơn lúc nãy luôn nha mấy chị nha. 42. 34 chị Bảo. 43 chị Hồng Bông Hủ. Lấy 43 comment 43. Trời ơi bộ ngủ. Bộ ngủ lên cho Hà là mã 44. 36 chị Hoa Mặt Trời. 29.000 thôi. 60kg đổ về ok giúp em nha. Mã 44 đúng không nè. 44. Lấy 44 comment 44. 29.000 đồng thôi nha. Cứ chị nào chưa chia sẻ like, bấm chia sẻ like cho Hà nha. 45 bộ Hà mang có 79.000 rồi mới chơi. 39 chị Trà Bộ Hà My. Mang 79.000, 40-60kg mới chị mang đẹp nha. Mã 44 rồi đúng không? 45. 45 là Hà đang cầm nha mấy chị ơi. Lấy 45 mấy chị comment 45 nhanh tay luôn nè. 45.
29.000 đồng cho Hà nha. 46 form lưỡng đẹp chưa nè. 46, 29 nè. Thôi form rộng 47 giúp em nha. Đồng giá 29.000 nhanh tay giúp em. 48 rồi mấy chị ơi. Lấy 48 cảm ơn nhanh tay 48. Đồng giá 29.000 thôi. 49 65 ký độ về giúp em nha. 49 44 50 hàng mã này 50. Rồi nhanh tay 29.000 đồng cho Hà nha. 51 bộ Hà mang đời xứ Hà lên màu nha. 52 cho Hà mã này. Hà sao có 29.000 áp dụng tài khoản chia sẻ like. Rồi 53 cho em mã này nha. Lấy 53 comment 53. 29.000 đồng cho Hà. 54 này mới chơi. 54 65 ký về luôn dùm cho Hà nha. Hàng Phương Thái rất là xịn luôn. 54 55 chị chi. 55 29.000 thôi mấy chị ơi. 46 chị Nguyễn Thị Hồng. Nhớ chia sẻ like nha. 56 57 cho Hà nha. 29.000 nhanh tay. Hà like cực kỳ nhanh mấy chị. 47 chị nha. Chi 50 7 giùm em nha mấy chị ơi. Lấy 57 mấy chị còn 57. 57 đâu chị. 57 luôn. 58. Màu vàng là 58 nha mấy chị nha. Vậy Hà Lan nhiều cái hàng 50 chị Võ 58. Vậy là 59 giùm em luôn rồi mấy chị ơi. Nhớ chia sẻ like cho Hà nha. 59. Lấy 59 mấy chị còn 59. Ôi 60 luôn rồi mấy chị ơi. Đồng giá 29.000 đồng. 61 cho Hà mã này nha. Lấy 61 mấy chị còn 61. 62 cho Hà luôn nè. Những cao viết trên mặt rất là xuống luôn nha. 63 chị đi đi. Rồi 63 cho Hà nha. 63 cho em mã này luôn. Á này Hà mặc hôm qua nè mới vừa. Cái vải phun thái rất là đẹp luôn nha. Mã 63. Comment mã 63 Hà chốt đơn luôn. Rồi em này là mã 64 nha. 56 chị Diễm My. 64 29.000 đồng nhanh tay. Mã 65. Lấy 65 mấy chị còn hơn 65. 55 chị Gấu Con. 66 29.000 cho em thôi. 67 giùm em mã này nha. 57 chị Kim Nhi. 67 mấy chị còn hơn 67. 68 cho em mã này luôn. Áo kiểu luôn mấy chị ơi. 59 chị Liên Kim. 68 giá nhiều à. 29 nha. Rồi 60 chị Thắng Nguyễn. Lấy 69 mấy chị còn hơn 69. 70. U bê bê hả tư. 70 65 ký độ về luôn nha. Lấy 70 mấy chị còn hơn 70. Rồi 71 cho hàng nha mấy chị ơi. 71 72 62 chị Rim Lốt. 73 cho hàng mã này nha. 73 74 giùm em nha. 65 ký về ok thêm. 74 29.000 đồng nha mấy chị ơi. 75 nhớ chia sẻ like nha. 65 chị Chí Bình. 7 mấy nè. Giờ 76 76 em mã này nha. Rồi nhanh tay mấy chị ơi. Bấm nhà xin nút chia sẻ like cho nó hiện comment của mấy chị lên là nó tăng độ tương tác lên. Mấy chị mạng này rất là yếu luôn. Giờ 77 đúng không? 69 chị Khánh Hòa Huỳnh. 77 giùm em mấy chị ơi. 77 29.000 nhanh tay cho Hà luôn nha. Lấy 77 mấy chị comment 77. 78 66 chị Thanh Lê. 78. Rồi 79 giùm em nha mấy chị. Rồi 79 bộ mát luôn nè mấy chị ơi. Rồi lấy 79 mấy chị chốt giùm em Hà là mã 79. Mẫu này em Hà lên đơn luôn nha. 79 70 chị okay, Lanh Lê Vương. Okay. Mấy chị có vấn đề đơn hàng comment sửa đơn kèm số cho Hà nha. Ôi, 79 tới 3 bộ. 79 tới 3 bộ luôn. Em sale 29 nha nha mấy chị ơi. 79 40 82 chị Nguyễn Thi. 80 cho em mã này nha. Lấy 80 mấy chị comment 80 giúp em luôn. Đồng giá 29.000 toàn là hàng địa chỉ. 74 chị Bảo Hồ. Trời ơi, hàng thương hiệu luôn nha mấy chị nha. Rồi nhanh tay nha. Cứ chị em mình chưa chia sẻ bấm chia sẻ like cho Hà để nó khỏi bị ẩn comment của mình. Cái chị comment là Hà thấy thôi. 73 chị Ngọc Hiếu. 81. Nhanh tay nhanh tay. 82 cho em mã này nha. Lấy 82 mấy chị comment 82. 83 chị Thảo Trí. 76 chị Sang Thạch. 29.000 đồng. 82 rồi đúng không em? 83 giờ 84. 84 cho em mã đây nha. Lấy 84 mấy chị comment 84. 29.000 thôi nha. 85. 85 giúp em nha. 86 78 chị Nguyễn Tuyền. 86 87 cho em mã này nha. Lấy 87 mấy chị comment 87. 88 88 cho em mã luôn 80 nha. 80 chị Tân Sang Phạm Võ. Rồi 89 giùm em mã này nha. Form rộng. Lấy 89 mấy chị comment 89. Nhớ chia sẻ like 81 nha. 91 chị Kim Nguyễn.
90 cho Hà nha mấy chị ơi, 90. Đây nguồn chip xịn đây nè. 79.000, cảm ơn chip xịn cho em. Chip xịn 79.000 cho Hà nha. Cái lưng quần nó là vừa phải thôi mấy chị, không cao không thấp giùm cho Hà nha. Và đủ màu giúp em. Này được chút là trăm mấy đó mấy chị. Này siêu cao dạng cho Hà nha, 40-65kg. Mã quần này ghi cho Hà là mã chip xịn. Lấy chip xịn mấy chị, cảm ơn chip xịn cho Hà mã này nha. 79.000 thôi. Chip xịn 79.000 cho Hà nha. Bên trong Mai Tuyết. Bên trong kháng khuẩn hết toàn bộ cho mình như này. Cảm ơn chip xịn gộp đơn nha mấy chị ơi. Lấy chip xịn mấy chị cứ cảm ơn chip xịn giúp em. Bộ hàm mang có nha, bộ hàm mang kiểu đơn giản nên là ai cũng chị được Thanh hết. Kiểu dập nổi đơn giản, lớn nhỏ, bé hay là người lớn tuổi vẫn mang được hết nha mấy chị ơi. Cứ chứ hay là mã chip giùm em 79. 79 chị Vương Minh. Rồi có 29.000 cái lấy 79 bỏ 78. Diễm Kiều. Ê, không có hàng đó bỏ đó mấy chị. Đó xả đơn ra đi chứ giờ ở đâu ra mà bỏ 78 hay 79 là đâu có. Nàng ơi mỗi mã có 1 cái em bán tặng nè. Chip 79 lên đơn nha. Cứ chứ hay là mã chip 79 giùm em chip xịn. 87, chip xịn 79.000 đồng nha. Cái quần này là kiểu như thương hiệu của Hà rồi mấy chị ơi. Hà bán rất rất là nhiều cái mã chip này luôn. Ừ, đây đất hàng lâu bữa nay mới 88, có nha mấy chị. Cái chứ hay mã là mã chip xịn cho Hà nha. Lấy chip xịn cứ comment chip xịn. Từ 40-67-65kg luôn nha. 40-65kg mã chip xịn em Hà chốt đơn cho mình luôn. 90 chị Hòa Cao. Cứ lấy chip xịn mấy chị, comment chip xịn cho Hà nha mấy chị em mình ơi. Bộ Hà mang 79.000 đồng. Form từ 40-60kg giùm em nha mấy chị nha. 38-60kg mấy chị mặc ok nha mấy chị nha. Hàng drill nè. Lúc nãy chị nào chốt rồi thôi nha. Còn là chưa chốt thì comment lại giúp em. 79 màu la vi Hà đang mang nha mấy chị ơi. 79 la vi giúp em nè. Rồi bộ này 79 màu đen cho Hà chữ dập nổi đơn giản nha mấy chị ơi. 79 đen nè. 79 màu ghi cho Hà mã này nha. Lấy 79 ghi mấy chị comment 79 màu ghi giùm em luôn nè. 79 màu ghi nè. Rồi 79 màu hồng cho Hà mã này nha. Lấy 79 hồng mấy chị comment 79 hồng. 79.000 bộ 60kg đổ về thoải mái giúp em nha. 79 màu cam này, cam sữa nha mấy chị nha. Màu cam rất là đẹp luôn, cam đạch đạch đó. 79 cam cho Hà mã này luôn. Và 79 màu vàng mỡ gà. Màu vàng dưa cải. Rồi lấy 79 mấy chị comment 79 mấy chị comment màu cho Hà nha. Cả set bộ này có 79 nha. Vải bao xịn sò cho mình luôn. Lấy 79 mấy chị comment nhanh tay cho Hà nha. 79 gửi cho em cái màu. Bộ 89 còn. Nãy chưa kịp like xong mà đợi xí Hà lên nữa nha. Rồi cứ tin nhắn gửi về là mấy chị em mình có đơn nha. Thả tim thả like tương tác mạnh tay giúp em. Thăng 8 còn chứ. Thăng 8 thăng mặt. Ok chị thấy Ly thì tiết kiệm 85 nha. À chị trước bỏ nó chị. Rồi nhanh tay 79.000 màu vàng vua cả đẹp không chị hô. Màu mới không luôn mấy chị. Màu mới không luôn. Rồi 79 cứ giúp em màu nha. Khăn tắm 55.000 hai cái nha mấy chị ơi. Lấy khăn tắm mấy chị comment khăn tắm cho Hà luôn nha. 55.000 đồng hai cái nè mấy chị. Dài tới 1m4 nha mấy chị nha. Đủ màu cho em như này. 55.000 hai cái khăn tắm. Con cái một vậy hồi Duyên. Màu là mất hết đây. Ai chờ màu. Qua chứ sao dẹp hết đi. Đưa tổng màu đi chưa. Mà nói em dẹp rồi đỡ lại hai cái à. Đủ màu khăn tắm nhiều màu nha mấy chị em mình nha. 55.000 hai cái. Thả tim thả like lên cho em mấy chị. Comment khăn tắm 55.000 hai cái dày dặn mịn nhùm cho Hà nha mấy chị em mình ơi. Lấy khăn tắm mấy chị comment khăn tắm đủ màu nè mấy chị. Đây. Đó. Đủ màu cho em như này nha. 55.000 đồng hai khăn tắm thôi. Đó lấy về mà xài nha. Lấy khăn tắm mấy chị comment khăn tắm là Hà chốt đơn cho mình luôn. 55.000 đồng hai cái khăn tắm. Chị nào muốn lấy khăn mặt thì ghi cho Hà là mặt khăn 29 giùm em nha mấy chị nha. Khăn mặt là 29.000 năm khăn cho em luôn nè mấy chị. Khăn mặt là 29.000 năm khăn giùm em nha. Thêm vàng nữa là hai bộ nha. Đây, lấy khăn 29 mấy chị comment khăn 29 làm Hà chốt đơn luôn. Được chưa? 29.000 đồng năm khăn. Khăn tắm là 55.000 hai cái nha mấy chị nha. Rồi, mã này nhanh tay giúp cho anh Hà luôn nha mấy chị ơi. Khăn 29 là 29.000 đồng năm khăn cha. Cứ lấy Hà gộp đơn nha mấy chị nha. Tiền ship trong tỉnh Khuyên là từ 10-17 nha. Ngoài tỉnh Khuyên là 30.000 nha mấy chị em mình nha. Rồi. Khăn mặt 29.000 năm cái, khăn tắm 55.000 hai cái gộp đơn luôn. Khẩu trang mình còn hộp nào không? Hết còn cả hộp.
còn hộp và khẩu trang còn hộp 49.000. Rồi, khăn 29 với lại khăn tắm thì comment cho Hà nha. Khăn tắm là 55.000 hai cái nha mấy chị em mình ơi. Khăn tắm là 55.000 hai cái. Lấy mấy chị comment Hà gộp đơn luôn. Ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ. Cột tóc là ok, cột tóc 10.000 nha mấy chị nha. Rồi, khăn tắm là 55.000 hai cái, khăn mặt là 29.000 năm cái. Lấy mấy chị comment giúp cho Hà luôn. Rồi. Lấy khăn tắm đi, khăn tắm, cột tóc 10.000 nha mấy chị nha. 10.000 một 20 sợi. 10.000 20 sợi cho Hà nha, ghi Hà là mã cột tóc 10.000 đồng. Rồi, comment cột tóc em Hà lên đơn cho mình nha. Cột tóc 10.000 mấy chị, khăn tắm chọn màu dạ ghi chọn được nha. Giờ mấy chị chốt khăn tắm thôi, chiều mấy chị lấy màu gì mấy chị báo mấy bé chốt hàng lấy cho mình nha. Rồi, mã này ghi cho Hà là mã cột tóc giúp em nha. Bộ Hà mang dập nổi đúng rồi, bộ Hà mang 79.000. Mấy chị ghi giúp cho em Hà là mã 79 màu la vi Hà đang mang nha, chữ dập nổi rất là đẹp luôn. Có 79.000 bộ thôi. 79 màu vàng giúp em nha, màu vàng vua cải. Hàng the real cho Hà nha mấy chị nha. Này ra ngoài mua rẻ rẻ khoảng 150 nha nha mấy chị ơi. Rồi, mã này ghi giúp cho em Hà luôn là 79 màu la vi nè, 79 màu vàng cho em mã này nha. 79 màu cam sữa nè mấy chị, chữ dập nổi hết toàn bộ nha mấy chị nha. 79.000 màu cam sữa cho em, lấy cam sữa mấy chị comment cam sữa. 79 màu này là màu hồng cho Hà mã này nha. Lấy 79 hồng mấy chị comment 79 cả hai bộ size ký của chị xấu lại là cả hai bộ một ghi với màu nâu tây thôi nha. Rồi, 79 màu này là màu ghi giùm em nha mấy chị nha. 60 ký độ về giúp em, 79.000 bộ, 79 màu ghi. Rồi và 79 màu đen cho em mã này nha. Hà sao có 79 nha. Đúng rồi, cột tóc là 10.000 cho Hà nha. Rồi mã này 79k nhanh tay. Bộ mát này còn mấy bộ sale 39.000. Chốt cho Hà là mã B39 nha. Vừa bán vừa tặng B39 giúp em. Chị nào bị ẩn comment nhất chia sẻ like được. Hoặc bị ẩn comment là tin nhắn sẽ gửi về cho mình nữa nha mấy chị ơi. Mã này Hà là mã B39 có mấy bộ mấy chị ơi. Bì này đã bị rớt này thôi, em sale 39.000 nha mấy chị nha. Màu là hơi tối tối. Chị thích màu tối là chị là hơi lớn lớn tuổi lấy mã này cũng được. 39.000 đồng cho em. Comment B39. Chị xấu lạ đừng có chúc giùm nha. Hồi hôm chị chúc giùm chị xả bên em nhiều lắm rồi ạ. Rồi bộ hàng mang 79.000 mấy chị cứ comment 79 mấy chị cộng màu cho em là được nha mấy chị nha. Rồi mã này ghi cho Hà là mã B39 em vừa bán vừa tặng, áp dụng tài khoản chia sẻ like. Được chưa? B39 áp dụng tài khoản chia sẻ like cho Hà nha. Cả bộ đồ xịn như này. Em nhập sĩ vô cũng chưa có giá 39.000 nha mấy chị em mình nha. Cái chị Hà là mã B39 em Hà lên đơn. Rồi lên chị một mã áo rất là xịn luôn. Rồi thả tim thả like cho Hà nha. B39 có 10 bộ nha mấy chị, em sale 39.000 thôi. 60-62 ký độ về giúp em nha. Bộ mát B39 và bộ Hà mang là 79.000. Mấy chị cứ comment 79 ghi màu cho Hà. Một mã áo rất là xịn sò. Form nó hơi lửng một xíu thôi. Nhưng nó lửng xíu xíu thôi. Rồi cái form này mới chị. Nhẫn hồng lên xuống rồi chị. Vải mơ dùm cho Hà luôn có 49.000 thôi. 49 màu sữa, 49 đen, 49 hồng, 49 trắng, 49 bơ, 49 xám, 49 xanh két, 49 la vi. Rồi em hết mã B39. Em áo này ghi cho Hà là 49 mới chị comment cho Hà cái màu nha. 60-62 ký độ về ok sala muốn mặc sâu vinh cũng được, thả ngoài chị cũng đẹp giùm em nha. Comment 49 ghi màu cho Hà nè, toàn bộ là chữ đẹp cho nha mấy chị nha. 49 màu la vi nè, 49 màu cam sữa và có tông đầu rất là xịn luôn. Rồi 49 giùm em nha, cố gắng gom đơn hai sản phẩm. 49 màu xanh khét, cái vải nó mịn tơn luôn. Rồi comment cho Hà nhanh tay 49 ghi màu. Xem lại bộ 79 ok cho ok, đợi Hà xíu nha. Rồi 49 nhanh tay giúp em. Màu xám. 49 màu bơ. Lấy 49 bơ, comment 49 bơ. Rồi 49 màu trắng cho em mã này nha. Lấy 49 trắng, comment 49 trắng. 49 màu hồng cho em nè. Lấy 49 hồng mấy chị, comment 49 hồng, vải cực đẹp luôn nha mấy chị ơi. Và 49 màu đen cho em mã này luôn. Rồi lấy 49 mấy chị, comment 49 ghi màu cho Hà nha. 49 đen giùm em. Form này 60-62-63 ký độ về ok hết. Form rất là đẹp luôn nha mấy chị em mình nha. Rồi nhanh tay 49 với một áo nè mấy chị. Đó.
49 hồng cho em mã này, vải cực kỳ xịn luôn nha mấy chị nha. 49 màu đen, 49 trắng cho em mã này nha. Lấy 49 trắng, cảm ơn. 49 trắng, 49 màu bơ cho Hà luôn. 49 màu xám, 49 màu két mấy chị ơi. Rồi 49 màu là màu cam sữa cho Hà nha. Với lại 49 này màu la vi giúp em nè. Em sale 49.000 mã này, lấy mấy chị cứ comment 49 ghi màu bọc thực phẩm Hà hết nha. 49 la vi nè, 49 màu cam sữa, mà 49 màu xanh két, 49 màu này là màu xám, 49 màu bơ cho Hà mã này nha. Rồi 49 màu trắng, 49 màu đen và 49 màu hồng. Rồi nhanh tay giúp em nha, rất là đẹp luôn. Rồi lấy mã 49 với chị comment 49 ghi màu, em chốt đơn cho mình nha. Bộ Hà mang là 79, ghi cho Hà là 79 màu la vi, chữ dập nổi nha. 60kg đổ về ok, hàng real được chưa. 79 màu la vi, mã này là 79, màu này là màu đen, quần caro hết rồi chị ơi. 79 màu đen nè. Đó, bộ 79 mấy chị cứ comment cho em 79 màu ghi cho Hà mã này nha. Lấy 79 ghi mấy chị comment 79 ghi. Rồi 79 màu hồng cho em mã này nha. Lấy 79 hồng. Toàn bộ là chữ dập nổi hết giùm em nha mấy chị nha. 79 hồng giùm em nè. Đó, quần là hai bên hai túi giùm em nha mấy chị nha. Rồi 79 màu này là màu màu cam sữa nha mấy chị nha. 79 màu cam sữa và 79 màu này là màu màu vàng, vàng dưa cải nha mấy chị ơi. Chị Nguyễn Hồng lên xuống thôi nha. Rồi 60kg đổ về ok nha mấy chị nha. 60kg đổ về ok giúp em mã này. Rồi ghi cho Hà là mã 79 mấy chị, còn mình cái màu hai cái A49 xong. Rồi 79 màu vàng dưa cải giúp em nha. Rồi 79 màu cam sữa. Đó, lấy bộ 79 mấy chị comment 79 giùm em. 79 màu hồng. 79 hồng, comment 79 hồng nha. Rồi 79 màu là màu ghi giùm em mã này. Rồi 79 ghi mấy chị comment 79 ghi với 79 màu đen cho Hà nha mấy chị ơi. Bọc thực phẩm Hà hết nha. Rồi 79 lý thì Tiết Nguyễn cùng. Rồi lấy áo 49 thì comment cho Hà nha mấy chị ơi. 49 màu hồng cho em nè. 49 màu đen nha. 60kg về thoải mái. 49 màu trắng, vải rất là mịn giùm em nha mấy chị nha. Rồi 49 rồi, màu này là màu bơ. Đây nào, lên gì vậy ông? Tôi dưỡng dưỡng tốt biết gì ông? 49 màu xám. 49 màu xanh két. 49 màu cam sữa cho Hà nha. Rồi 49 màu này là màu màu la vi. Rồi đúng rồi, cột tóc là 10.000 nha mấy chị nha. Cột tóc là 10.000 một ống. Máy sấy 59.000 nha chị ơi. Máy sấy 59.000 cho em nha. Lấy máy sấy thì mấy chị comment máy sấy cho Hà nha. 59.000 cái máy sấy luôn. 59.000 cái máy sấy cho Hà. Lấy máy sấy cứ comment máy sấy giùm em nha. 59. Còn bộ sát nách, còn sát nách này để đâu rồi ta? À sát nách để đợi Hà xíu Hà lên lại. Mã này cứ giúp cho em Hà luôn là mã máy sấy cho Hà nha. 59.000 bộ. Ồ quên lộn, 59.000 cái giùm em nha mấy chị nha. 59.000 cái máy sấy thôi. Mới nhận hàng rồi, ưng cái bụng ghê à, shop uy tín rồi. Cảm ơn chị Lài Nguyễn. Rồi, mã này ghi cho Hà là mã máy sấy. 59.000 đồng cho Hà. Khăn dễ là khăn ướt như mình hết đúng không? Mini cũng hết luôn đúng không? Giờ mình chỉ cần công tay trang. Rồi, mã này ghi cho Hà là mã máy sấy cho Hà nha. Lấy máy sấy mấy chị comment máy sấy giúp em. 59.000 thôi mấy chị ơi, 59.000 giúp em. Bộ 39 hết rồi chị Chi ơi. Rồi máy sấy 59.000 cho em mã này nha. Lấy máy sấy mấy chị comment máy sấy nè, chốt đơn. Bộ nam đợi Hà xíu nha. Máy sấy 59.000 cái mấy chị comment máy sấy chốt đơn luôn cho Hà nha. 59.000 cái máy sấy. Áo 49 mấy chị cứ comment cho Hà nha, đủ màu nha mấy chị. Rồi bộ này còn mấy bộ 89 này, chốt nhanh cho Hà luôn, xịn ơi là xịn. Có 89.000 thôi. Nè. Bộ này ghi cho Hà là mã số 1 nha mấy chị ơi. 89.000 mã số 1. Bộ Hà mang 79.000 thôi. Bộ Hà mang 79.000 cho Hà nha. Rồi mã này ghi cho Hà là mã số 1. Mấy bộ vậy? Số 1 này mấy bộ? 2 bộ mấy chị ơi. 62kg đổ về giúp em nha. 40-62kg đổ về tặng 89.000. Số 1 này nó ít
chốt, mấy chị chốt nhanh. Số 2 cho Hà nè mấy chị ơi. Một chị Khánh Hà. Tiền lắm, 89.000 thôi, số 2, hai trái nước giặt nha Hà. Ok chị vào Tuấn Tuyệt. Đấy, số 2 mấy chị còn ơi, số 2 nha. Xinh lắm mấy chị ơi nè, một cái quần của nó là cái quần vải là vải may xếp á. Mà mình có cái quần rồi, đằng này cái áo là áo vàng. Ung thái luôn nha mấy chị nha, 40-62kg. Rồi mã số 2 cho Hà nè. Hai mấy bộ luôn? Hai có. Số 2 giùm em nhanh tay, 89.000. Không đẹp không lấy tiền. Lên quần sọc lửng, okay. Chị chốt đủ đơn thì cảm ơn sọc lửng ghi ký vô Hà chốt. Sọc lửng sọc dài ghi ký mai. Vô. Ờ không chị Hồng Liên đâu có gọi bạn. Rồi cảm ơn nhanh tay cho em mã này luôn nha, mã số 2 mấy chị ơi. Màu La Vi Hà mang có 79.000 thôi. Bộ Hà mang có 79.000 thôi nha mấy chị nha. Bộ Hà mang có 79.000 đồng thôi nha mấy chị ơi. Rồi bộ số 2 nhanh tay cho Hà nè. Từ 40-62kg đổ về cho Hà nha. Trời ơi bề chín thôi nha chị Nguyễn Ngọc nha, bề chín thôi. Cái áo này không cũng có giá 89.000 rồi đúng không trời. Mà đằng này có thêm cái quần cho mình nữa nè. Rồi mã này nhanh tay giúp cho em Hà luôn nha, mã số 2. Quá rẻ. Lên bộ quần ống suông hết nha. Mấy chị ơi cái mã nhiều mã em like 1 2 like nó hết cho biểu em còn hoài là tiêu em luôn á. Nha. Rồi, mã số 2 mỗi mã nó có vài bộ Hà like là hết mà. Rồi lấy hai em còn hai bộ. Rồi mã số 2 giúp em nha mấy chị ơi, có 89.000 cả bộ. Nhìn cho hàng là mấy chị rất là xịn luôn. Đấy em màu xanh là mã nào vậy chị ơi? Cho hàng mặc hộ. Chị Trân Hiền là 2. Em chốt mã số 2 thôi, còn xanh là chị lấy xanh gì nha. Cảm ơn lại em chốt số 2. Nó có mã hết mà mấy chị. Em hết mã số 2. Nó có mã hết mà 89.000 thôi nha. Trời ơi, mã 3 cho hàng mấy chị. Theo hết toàn bộ cho Hà, 62-63kg đổ về mã 3. Em thấy chị nghe Phạm. Chốt cho Hà liền mã 3. Không có hàng đổ mấy chị ơi. Mã nó có mấy bộ nha. Hà theo là hết rồi mấy chị. Thôi cảnh đi, mình được là may mắn rồi, có nhiều chị không được luôn kia. Rồi số 3 cho em mấy chị ơi nhanh tay, 10 bộ mấy chị. Số 3 này Hà có 10 bộ thôi. Nhanh tay, đơn mới nhớ kèm số điện thoại. Từ 40-62kg. 40-62kg giùm em nha. Áo trắng quần xanh, hết rậu. Chốt mã mới giùm em nha. Chốt mã mới giùm em, mã số 3 đi. Nhờ chốt mã 3. Cái áo nó chỉ có hai màu đen trắng thôi, nhưng mà cái quần của nó mấy chị nha, nó nhiều vậy màu. Vậy là chị Trân Hiền mới có mã 2 thôi nha. Ừ, chốt tiếp mã khác giùm em, mã 3 nhanh tay. Ôi thì có cho 89.000. Bao giá toàn quá. Mấy chị mua cái áo thun thái này không cũng hơn 89.000 rồi. Đằng này có thêm cái quần cho mình nữa nè. Từ 40-62kg đổ về giúp em nha. Mã 3, 89 giùm em, mã 3 hết giùm em nha mấy chị ơi. Rồi mã số 4 giùm em, bộ Hà mang có 79.000 rồi mấy chị. Lấy mã 4 cho mình, mã 4. Mã 4 có một bộ duy nhất. Mã 4 một bộ duy nhất mấy chị em mình ơi. Mã số 4 giùm em nha, một bộ duy nhất. 89.000 thôi, mã số 5. 4 chị Lương Trương hết 4. Số 5. Ôi ôi mấy chị ơi nhìn cho Hà nè. Rồi lấy số 5 mấy chị, cảm ơn số 5 cho Hà nha. Số 5 ra. Số 4 có một bộ thôi nha. Rồi mã 5 này mấy bộ em ơi? 89.000 thôi. Số 5 2 bộ, rinh bộ này lên đi em. Số 5 2 bộ chốt nhanh giúp em nha. Ôi ôi nó rất là xịn nha mấy chị em mình ơi. Số 6 nè. Thun thái rồi vải siêu đẹp. Năm rồi số 6 giùm em hết năm. Xuất sắc chưa nè mấy chị ơi. Logo theo hết toàn bộ mã số 6 89.000 thôi nha. Số 6. Từ 40-62kg em bao đẹp. 40-62kg bao đẹp cho Hà nha mấy chị em mình nha. Số 6 bộ nam. Bộ nam cho chị bộ nam em. Chị bỏ xuống chứ. Số là chữ chị từ đâu. Rồi số 6 nhanh tay 89.000. Đúng rồi 89 nha, nhưng mà ghi mã số 6. Đừng ghi 89 mấy chị ơi. 6 mấy 6. Rồi số 6 nhanh tay. Mấy chị ơi mình đơn mới mình kèm số. Không có số mấy chị comment hồi em cũng không lên đơn được. Số 6 2 bộ. Rồi hết 6. Giấy gì bay lung tung. Bộ nam nè mấy chị ơi, bộ nam này có 85.000 một bộ thôi. Hàng của nó là hàng kiểu vải dày dặn không thôi nha mấy chị nha. Rất là mát và rất là xịn luôn, em bao cho mấy chị em mình vì nó hàng công ty nha mấy chị nha. 85.000 bộ nam. Quần khóa kéo đầy đủ giùm em nha mấy chị nha. Đây, quần khóa kéo đầy đủ, đủ size cho Hà từ 38 cho tới 6 từ 40-75kg nha mấy chị nha. Nam comment màu comment ký giúp em. Nam Hà còn màu xanh nè mấy chị ơi. Nam màu xanh. Nam màu ghi cho Hà mã này nha. Nam màu ghi nè. Nam màu đen cho Hà mã này nha. Lấy nam đen mấy chị comment nam đen cho Hà.
40 tới 75kg nha mấy chị nha. Nam đen và nam màu than da hàng nha mấy chị ơi. Em sale cho mấy chị em mình cái bộ nam này 85.000 một bộ nha. Nam ghi màu ghi ký giùm em nè. Nam mấy chị comment màu comment ký hà chốt đơn. Vải rất là xịn nha mấy chị nha. Hàng công ty vải xịn cực kỳ luôn. Vải rất rất là xịn luôn. Rồi nam ghi màu ghi ký giùm cho hàng nha mấy chị nha. Thì My Thi lấy một màu đủ size. My Trần lấy một màu đủ size nha. Vải đẹp. Cái vải nó xịn lắm nè. Mùa này mấy ông nam mặc rất là mát nha mấy chị nha. Từ 40 tới 75kg mấy chị ơi, nhanh tay giúp em. Bộ Hà còn, bộ 89 Hà còn, cứ từ từ mấy chị em lên từng mã một cho mình nha. Rồi, mã này nhanh tay ngay và liền cho em luôn. Nhanh tay liền và ngay cho Hà. Nam màu than mấy chị comment ký nè mấy chị. Nam đen mấy chị comment ký giùm em nha. Nam đen nè. Nam màu ghi cho Hà mã này nha. Lấy nam ghi mấy chị comment nam ghi. Chị Phạm và nam màu số rồi đi chị. 85.000 bộ. Lấy 2-3 bộ vào cho mấy ổng mang. Mùa này mấy ổng mặc như này nó mát lắm mấy chị ơi, mà vải nó xịn lắm. Vải xịn cực kỳ luôn. Rồi thì em đang mở mong một ri thì ok, đợi em lấy nhé chị. Bán lấy đủ size về bán. Bảy mươi lăm ký về cho Hà nha mấy chị ơi, 75 ký đổ về. Hai bên quần này nó có kho kéo hết nha mấy chị nha. Gọi là năm nữa chị Phạm Hoa, sao số mình gọi thôi ba rồi chị Phạm Hoa, có sai số đâu không cho em xin. Rồi nam số ghi nha. Màu ghi ký nhanh tay, nam 4 màu cho Hà nha mấy chị ơi. Đây nam có màu xanh cho Hà nè, đủ size giúp em nha, từ 40 tới 75 ký. Nam màu xanh nè, nam màu này là màu màu than cho Hà nha, xanh đậm á. Nam màu than ghi ký giùm em nha, nam than ghi ký. Rồi nam màu đen ghi ký, cứ tin nhắn gửi về là có đơn nha mấy chị nha. Nam đen ghi ký giùm em và nam màu ghi mấy chị cầm ơn ký. 85.000 bộ, bộ Hà cầm là size nhỏ nhất nha mấy chị nha. Từ 40 tới 75 ký giùm em nha mấy chị nha. Chị Phạm Hoa ơi, gọi nghe máy em mới lên đơn được nữa, chứ gọi thôi ba em không lên đơn được nữa nha chị nha. Xong một chiều chốt rồi thôi ba làm sao. Em phải gọi được hàng. Rồi màu ghi cho hàng nha. Rồi nhanh tay, lúc nãy mẹ máy rồi vậy, bộ này mẹ máy không? Mẹ số 6 7 giùm em mấy chị ơi, 89.000 40-62 ký. Nghe Phạm lên em xuống rồi đi chị. Thì bộ này ai mà cao cao 65kg vẫn mang được, ai mà gọn gọn. Số 7 giúp em, 89.000 số 7. Đẹp quá chứ. Nói chung cái mẫu hàng Thái này ấy, thì cái áo của nó chỉ có màu đen và trắng thôi. Còn chị nó phối cái quần này với lại cái này nha mấy chị nhé. Chị Mai Phi không có số không lên đơn được nha chị. Rồi, nha. Rồi kèm số cho mấy chị ơi. Cái bộ này thì ai lớn lớn mặc cũng được, mà nhỏ nhỏ mặc cũng được mấy chị à. Và chị vải thương của nó là vải hàng thun Thái mấy chị nha. Rồi mã số 7 giúp em nè. Lấy mã 7 mấy chị, comment mã 7 giùm em liền luôn. 89 nha. Chị nó gọi đi, gọi giùm chị luôn á. Ừ, nam mấy chị comment màu, mấy chị comment ký giùm em nha. 89 nha. À, cái quần Umi Nam kia sai sao hả? 70. Mấy mẫu? Mọc 3 mẫu. 3 mẫu. Máy hết pin sạc cục gạch. Máy hết pin sạc cục gạch. Mẹ 7 con không? Còn. Mẹ 7 còn 3, 4 bộ mấy chị ơi. Mẹ số 7 còn 4 bộ giùm em nha. Lấy số 7 mấy chị còn lo số 7 hai bên hai túi sau. Chị ơi chốt chắc nha, đổ lấy hàng là bên em không có đổ qua đổ lại được. Tại vì hàng nó đem ra. Mỗi mẹ nó có mấy bộ à. Nó không có nhiều đâu, có nhiều chị cần không có kìa. Rồi mẹ số 8 giùm em. Trời ơi xuất sắc quá luôn. Số 8 bơ màu xanh. Số 8 giùm em nha. Số 8 có 3 bộ mấy chị, đúng rồi cột tóc là 10.000 nha. Cột tóc có 10.000 đồng. Lấy cột tóc mấy chị comment cột tóc. Rồi số 8 3 bộ nhanh tay. Số 2 số 3 ký độ về a à, cao cao xong rồi. Rồi em hết mẹ 7 nha mấy chị ơi. Số 8 giùm em. Lúc nãy là có dạy tên như vậy, có dạy số như vậy. Đúng rồi, nghe mấy chưa? Chị có dài đơn hàng chưa nghe máy không lên đơn được nha chị nha, đợi bên em gọi lại nè. Số 9 cho em á chị. U mì nam dài nó chị lấy không? Em mới ôm được theo. Còn một luôn. U mì nam dài mà xinh lắm. Rồi mã này tôi giúp cho em Hà luôn là mã số 9. Hết 8. Bộ này mã 9 cho Hà nhanh tay luôn. Trời ơi có 89.000 bộ à. Cả áo cả quần. Rồi nhanh tay cho Hà luôn. Bộ nam mấy chị có comment cho Hà nha. À, bộ nam em chốt với chị Nguyễn Hồng 63 ký, chứ còn 85 ký là không có sai nha chị. Bộ nam 85 ký. Mã số 9 cho em mã này nha. Bộ này là mã 9 giùm em.
một rồi. Dùng đơn gửi luôn, xẻ đơn rồi qua rồi. Chị phải nghe mấy cho đơn của chị hai like rồi mà, hai like hả? Một like qua. Chị kêu hai like mà. Bữa trước gộp đơn bữa hôm qua. Qua rồi nghe máy. Không được, nghe máy xẻ đơn giờ vô chốt nữa. Kêu không nghe máy cái gộp ngày mai, ngày mai chút nữa cứ vậy làm hoài luôn á. Em như vậy tụi em có chuyện làm hoài luôn á chị. Rồi. Mẹ 8 hết, bây giờ còn mẹ 9. Rồi bộ này là mẹ 9 em cho Hà Nhân lấy mẹ 9 với chị còn mời mẹ 9 giùm em. 89.000 bộ cho Hà Nhân mẹ 9. À bộ sắc nách này, bộ sắc nách đủ size 65. Màu xanh có 60 được các bạn. Xanh đen có 60. Mấy chị em mình ơi, nha. Bộ sắc nách hàng siêu thị nha mấy chị nha. Bộ sắc nách hàng siêu thị cho em nè. Dạ, bên em còn nghe chị Phạm Thục em xem có 69.000 bộ à. Thì có vải mê ly cho em Hà luôn. Xanh ghi ký 60kg độ về, có size nha. Đen ghi ký 60kg độ về, 69.000 bộ. Đen ghi ký giùm em nha mấy chị nha, 60kg độ về, từ 38 tới 60kg. Bà riêng đây rồi, màu hồng là 38 tới 65kg giùm em nha. Hồng 38 tới 65kg, comment màu ghi ký nha. Hàng này hàng siêu thị nó có size số chuẩn lắm mấy chị ơi. Và cái vải của nó thiệt luôn, mặc 3 năm không hư nữa đâu. Rất là xịn luôn, có mấy chục bộ mấy chị ơi. Mấy nay mấy chị comment cho Hà luôn nha. Ok gọi cho Simon ok. Nước giặt Hà còn chị ơi. Nước giặt thì mấy chị cứ comment cho Hà nha. 178.000 nè mấy chị. Nước giặt là 178.000 một can 3,5kg nha mấy chị nha. Thêm một can nữa là 3,5kg nè. Tổng mấy chị nhận về là 2 can nước giặt 7kg. Và Hà tặng thêm mấy chị một bì xả vải con pho thái nữa nha mấy chị nha. Đây là tặng kèm. Và em Hà miễn phí giao hàng toàn quốc. Ví dụ mấy chị có đơn ngày hôm nay á thì quần áo đồ hay gia dụng bất cứ gì đó thì có nước giặt là mấy chị được miễn phí giao hàng toàn đơn luôn nha mấy chị nha. Mã này ghi cho Hà là mã nước giặt làm Hà gộp đơn cho mình luôn. Đây là bì nước sẵn này Hà tặng nha. Rồi nước giặt này mấy chị giặt đồ bí đồ lớn ok hết dùm cho Hà nha. Nước giặt 3 ly organic chuẩn 100% cho Hà, hàng chuẩn công ty 100% nha. Hà này Hà phân phối mấy chị cứ yên tâm, siêu đậm đặc giúp em luôn ok nha. 178.000 thùng 2 can Hà miễn phí giao hàng toàn quốc. Rồi ok chị ok chị bằng. Phạm Hoa. Ok chị. Rồi bộ này nhanh tay giúp cho Hà nha mấy chị nha. Bộ này nhanh tay giúp cho anh Hà luôn. Màu hồng 69 thì giúp em nha. Comment hồng ghi ký 65kg độ về có size. Xanh đen 60. Màu đen ghi ký 60kg độ về giúp em nha. Rồi màu xanh 60kg độ về luôn. 69 thì nha mấy chị nha. 69.000 cho em. Lấy mấy chị comment nhanh tay em Hà chốt đơn. Rồi, mã mấy rồi? Mã 9. Được quá, mã 10 mấy chị ơi. Mỗi mã có mấy bộ mấy chị ơi. 69 màu kèm ký nha mấy chị nha. 89.000 cho em. Dạ, nút giặt mấy chị cứ comment cho Hà nha. Ý đợi mã em 10. Còn rồi chị. Lá mã 10 mấy chị comment mã 10 cho Hà nha. Mã 10. Thanh Huy Trần lên ký nè. Mã 10 từ 40 tới 62, 63 ký là mấy chị mang đẹp nhất luôn. Chị Phạm Tuyền lên xuống rồi đi chị ơi. Chị nào mà cao cao là 65 ký mang được luôn. Rồi mã 10 có một bộ nè mấy chị ơi, có một bộ duy nhất. 89.000 cho Hà mã 10. Lá mã 10 comment mã 10 Hà lên đơn luôn. Rồi mã 11 nha mấy chị ơi, 11 89.000. 11 mấy bộ? 11 2 bộ mấy chị ơi. Mỗi mã nó có 1 10, 2 bộ. Mỹ Hảo. Mấy chị không chốt được mã này chốt tiếp mã sau giúp em nha. 11 giúp em nè mấy chị ơi. Ly giữ nhiệt còn chị ơi 59 nha. Ly đúng không chứ? Chanh nhiệt ly đúng không? Chanh bình nước luôn rồi mọi người. 59.000 bình nước nóng lạnh ok. Ta mã 11. Rồi 62, 63 ký độ về tới bến cho em nè. Cả set. Cả set cho Hà. Được á, được á. 11 nhanh tay. Đó. Cái màu áo của nó là chủ yếu đen trắng thôi mấy chị, nhưng mà nó theo cái màu quần này, nó theo cái logo 12. Lát 12 mấy chị comment 12. Nhanh bộ mà. Chị Dương Sơ cho vô. 12. Hết 11. Hàng không thấy phải nó xịn cực kỳ. Cái quần là quần của ta may xét á mấy chị, còn cái áo là áo hàng không thấy xịn. Cái quần nó phối với cái logo trước đây. 12 cho Hà nha. Lấy 12 khẩu trang hết rồi chị ơi. Rồi 12 Hà có 6 bộ. 12 giúp em nha mấy chị nha. Lấy 12 mấy chị comment 12. 89 ngàn thôi 12. 12 nha.
gấu chị Anh Nhật nó đem em bà đặt gì em hả? Chị Anh đem cái cho bạn một ly dưỡng nhiệt luôn. Ok nha, 13. Mai gấu đem nha chị ơi. 12. 12 giúp em. Anh 13 13. Này 13 cho Hà nha. 89.000 13. Rồi 13 mới chị ơi. 89.000 nhanh tay giúp em nha. 13 còn 1. 13 chị Hương Huỳnh rồi hết 13. 14. Trời đẹp quá ha. 14. 14 luôn á chị ơi. Cực kỳ thoải mái luôn. Cái áo mặc với cái quần dài. Ồ. Cái áo nó xịn lắm. 14 là nhanh tay giúp em nha mấy chị nha. 14. Hết 13 mấy chị. 89.000 thôi 14. Bộ tay hến có nha. 14. Comment mã 14 Hà chốt đơn luôn nha. Thiệt tình là cái quần này nó ấy mà ai xếp bỏ nó cho tôi bán nè. 14. Lấy cho cái khác đi. 14 cho em nha. Rồi hết 14. Nó có ít mấy chị tranh thủ nha. Cột tóc 10.000, 15. Trời ơi. 15, 15 mấy chị ơi. Cái vải. 15 cho em mã này. Nó cái quần của nó rất là nhiều màu nha mấy chị nha. 15. Comment hay là mã 15, 89.000 đồng mã 15. 15 một bộ mấy chị ơi. Nó có một bộ gì không? 16. 16 giùm em nha, 16. 15 chị Phương Thoan. Ủa sao nghe mấy là chốt đơn hay vậy? 16 giùm em nha, 16. Không game 29.000 mẹ luôn. 16 là hồi lai trước á. Cái này logo này theo hết giùm em nha. 16. 16. 16 bộ. Lớn. 16 thiên hậu. 16 chị thiên hậu. 89.000. Sao tôi nghẹt mày miếc mà mày hiểu lên. 17. Trắng đâu? 16 17. Chị thiên hậu. 17 giùm em mấy chị ơi, không được mã này chốt tiếp mã sau nha, vì hàng này có con lô duy nhất không mấy chị ơi. Có tin nhắn đơn nha mấy chị rất nha. Rất là xịn, hàng mặt Thái nha mấy chị nha. Cái áo Thái còn quần là quần kiểu người ta may xét xịn luôn. 17. Đâu nghe mấy chị, đơn mới lên số đi. Không có số người ta sao có đơn được. Để mạng thì chậm. Hàng thì ít. Mà chốt hàng thì không cho số điện thoại. Làm sao chốt đơn được. Chiều là nhắn tin. Bộ hàng mang 79.000. Ừ chiều nhắn tin. Ê sao không chốt hàng cho chị. Cười chửi. Số lượng mấy chị lên đồ giúp em nha. Này mấy chị ơi đẹp lắm. Bộ hàng mang 79.000 bộ mấy chị. Ai thích đơn giản hơn thì bộ này là bộ chân ái. Nó là dập nổi cho em như này. Hà sao có 79.000 bộ đủ màu cho mình lựa chọn luôn. Từ 40 tới 60kg thoải mái. Bộ hàng mang là 70 nè. Lấy cái áo mà dưới quần khác cũng được luôn. Quần nó là quần lưng chun co giãn hai bên hai túi nha. Bộ hàng mang là 79 màu la vi nè. Tiếp theo là 79 màu đen cho mình nha mấy chị nghe. Đó, comment mã 79 nha Hà. Chốt đơn chủ dập nổi em như này. 79 màu đen. Này là 79 màu ghi cho Hà. Mã này có 79.000 là cả một bộ đồ mấy chị. Mấy chị nghĩ đó có 30 mấy ngàn món à, đúng không? Em thấy chị Hiền Trâm cho 40.000 đây, 40.000 cái áo, 40.000 cái quần cũng quá là rẻ luôn. Rồi, 79 màu ghi cho Hà mã này nha. Rồi, em này là 79 màu hồng cho em nè mấy chị ơi. Lấy 79 màu hồng thì mấy chị comment 79 hồng cho em nè. Rồi 79 màu cam cho hàng mã này nha. Lấy 79 cam mấy chị comment 79 màu cam. Quần legging có chứ, cho chị mã quần legging nha. 79 màu vàng dưa cải. Đó 79.000 bộ cùng form. Đó 38 40kg tới 60kg đổ về mấy chị mang đẹp cho hàng mã này luôn. 79.000 bộ nha. 79.000 bộ. Lấy mấy chị ghi cho hàng là 79 màu này là màu dưa cải giúp em màu vàng đi. 79 màu vàng. 79 cam cho em mã này nha. 79 cam. Rồi 79 màu hồng cho em nha. 79 hồng. Rồi 79 là màu ghi giúp em nha mấy chị nha. 79 màu ghi. Với lại 79 màu đen cho Hà nè. Lấy 79 đen mấy chị comment 79 màu đen. Đặt mã 10 cho em mã 10 hết rồi. Vậy chị Hiền Trâm chốt em mã khác nha chị nha. Rồi mã 10 mấy không? 10 à. Ôi, lại đẹp nữa. 17 giờ 18 nha. Rồi mã 18 cho em mã này.
lấy 18, cảm ơn 18 hai chốt đơn với chị ơi. Đi lên trả, lên chậm cho 18. Rồi 18 giùm em nha, 18. Ừ, bộ 79 Hà đang mang, mấy chị có comment 79 ghi màu. Đó, còn ai thích bộ này thì 89.000 bộ nha, mã 18 giúp em mấy bộ. Rồi mã 18 nhanh tay cho Hà nha. Lấy 18, comment 18 cho. Ủa, túi là sâu giùm em nha. Túi nó may bằng cái vải của cái quần này luôn nè, chứ không phải túi vải khác nha mấy chị. Rồi 89.000 chốt cho Hà là mã 18. Lấy 18 mấy chị, comment 18. Rồi con quần rin này Hà có đủ size S, M, L cho Hà nha mấy chị nha. Áo chống nắng bên em hết nha. Hai nút cho em như này. S 50kg đổ về, M 55 và L 60kg đổ về giúp em nha. Rin màu đậm rất là đẹp luôn. 119 nha. 119 nha cho Hà một quần rin hàng co giãn giúp em như này. Màu xanh đậm cho Hà nha. Mã này Hà là mã Q1, comment size. Chị nào không biết size ghi ký giúp em nha. S, M, L. S 50kg đổ về, M 55kg đổ về và L là 60kg đổ về giúp em nha mấy chị nha. Quần jean dùm cho Hà nữa mấy chị. Form ôm bình thường nha mấy chị nha. Nó hơi bếp ghi mà nhẹ 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 thôi, nhẹ ơi là nhẹ thôi. Rồi mã này ghi giúp cho em Hà luôn là mã Q1, comment size giúp em nha. S, M, L. S 50kg đổ về, M 55 và L 60kg đổ về giúp em nha mấy chị nha. 119.000 cho Hà mã Q1. Lấy Q1, comment Q1 em Hà lên đơn cho mình luôn nha mấy chị nha. 29 ok, 29 là size M. Rồi Q1 119.000 cái quần rin, lấy mấy chị comment giúp em nha. Bộ hồng bao nhiêu, bộ hồng là bộ hồng là loại nào ta? Chị hỏi mẹ nay ghi bộ hồng biết bộ nào. Rồi mẹ nay mấy chị comment cho Hà luôn là mã Q1 giúp em nha. Q1 bộ này là mã 18. Còn mấy bộ? 18, còn 3 bộ nha mấy chị ơi. Có 89.000 thôi. Lấy mã 18 mấy chị comment 18 giúp em nha. Nút giặt 178 nha. Thùng 2 can miễn ship, tặng thêm bì xả vải. Rồi chị nào chưa chốt mã 18 mấy chị comment mã 18 cho Hà nha. Quần legging, quần legging hàng full hộp cho Hà nha mấy chị em mình ơi. Legging lưng cao xịn cho Hà, 60kg đổ về. Quần legging Q1 mấy chị ngàn. Phải lên ký nha. Legging chị Lê hàng Hồng Kiến lên ký đi chị. Có viền nong mông và có hai túi sâu cho Hà nha. 59 cho Hà quần legging. Quần legging 59.000 cho Hà nha. Mấy chị comment legging mấy chị cộng ký giùm em. 59.000 quần. 59.000 quần legging hàng full hộp cho Hà như này nha mấy chị nha. Rồi legging mấy chị ghi ký 59.000 rất là xịn nha. Vải cực kỳ xịn luôn. Rồi legging mấy chị comment ký. Legging ghi ký, Hà chốt đơn cho mình luôn. Lấy legging mấy chị comment legging ghi ký giùm em. Bộ Hà mang 79.000 nha. Legging 60kg đổ về 59.000 giúp em. Umi Nam quần dài được không? Chị vô sang tốt hàng nha chị. Lấy cho Umi Nam quần dài lại 3 mẫu đây luôn. Mã 19 giùm em nha, 19. 89.000, 62-63kg đổ về giúp em nha. Rồi mã 19 giùm em. Lấy 19 mấy chị comment 19 em chốt đơn. Có 89.000 bộ mấy chị ơi. Mã 19 cho Hà nè. Đơn mới nhớ kèm số điện thoại giúp em nha. Đơn mới nhớ ghi số nha. Thả tim thả like tương tác. Chia sẻ like cho Hà nha mấy chị nha. Mã 19 mấy bộ? 3 bộ. Rồi em hết mã 19. Mã 20 giùm em nha. 20. Trời ơi. Comment Hà là mã 20. 40-62-63, cao cao 65 ok, mã 20. Nút giặt ok. Nhanh bấm cái máy lẹ. Mấy chị ơi, 20. Cho xem bộ đang mặc màu đen đây nè chị. Đó. Nó dập nổi nè. 79.000, bộ Hà mang có 79.000 thôi nha. Comment 79 đen giùm em nha, chị Diễm Thu. Mã 20 mấy bộ? 22 bộ. Rồi 21. 20 chị Quỳnh Thư. 21 cho em mã này nha. Lấy 21 comment 21 nè. Ồ đẹp chưa. Hai bên hai túi cho Hà nha. 21. Chị Hiền Trâm có quân rồi chị. 21 giùm em nha. Lấy 21 comment 21. Chị 21 em. 20 chốt gì em. 21. Lên U10 xuân chữ thì chị bảo Tuấn Việt biết U10 xuân chữ nha. Hà ghi U10 xuân chữ kèm ký vô chốt.
95.000 quần. 21 mấy bộ? 3. 21 3 bộ nha mấy chị ơi. Không phải là mã 21. Bộ hàng mang có 5 màu, 79.000 bộ, 79 màu la vi nè, 79 màu đen nè mấy chị. Lấy 79 đen, comment 79 đen nha. Đó, cũng là dễ mặc mấy chị ơi. Mà vải nó mát nữa. 79 màu là màu màu ghi cho hàng nha. Comment 79 màu ghi nè. 79 màu hồng. Màu hàng mang là màu la vi nha mấy chị nha. Rồi 79 màu là màu cam. Màu cam sữa mấy chị. 79 màu cam sữa giúp em nha. Với lại 79 màu là màu màu vàng vô cải. Hết hai đó. Lấy 79 mấy chị còn mau giúp em. U mì nam không? U mì nam dài. Ok. 21 có một bộ. Xịn sò lắm nha mấy chị nha. Đấy 79 màu dưa cải, 79 màu cam sữa nè, 79 màu hồng nè. 79 màu ghi nè. Em mang là 79 màu la vi nè. Với lại 79 đen. Đấy mấy chị comment 79 là hà chốt thôi. Này mã nhiêu vậy? 21. Còn một bộ. Mã 21 còn một bộ 89 nha nha mấy chị ơi. Mã 21 còn một bộ 89 nha. Giúp em lấy 21 mấy chị comment 21 còn một bộ 89.000 thôi nha. Cái gì còn cái? À tôm nhắn dao. Mã 22 mấy chị ơi. Lấy 22 mấy chị comment 22 cho Hà nha. Siêu đẹp luôn. Mã 22. Chị Phạm Lê chiều bên em chốt nha chị. Mã 22 89.000 đồng. Sao này nặng vậy ta? Những bộ này mặc rất là mát nha mấy chị nha. Cái vải nó rất là mát luôn. Mã 22. Con gấu. Gấu bị sắt. Con gì gấu? Gấu nó gì gấu? Mã 22 mấy chị ơi, 22 nhanh tay nha. 89.000 đồng mã 22 cực xinh luôn. Từ 40 cho tới 60 kg là mang vừa bộ hàm à. Rồi từ 40 tới 62 63 kg vừa, mang vừa nha chị Diễm Châu nha. Đẹp. 23 mấy chị ơi. Có tin nhắn gửi về là có đơn, không có tin nhắn chốt tiếp mã sau giúp em. Bởi vì mỗi mã hàng có ít nha, không có nhiều nha mấy chị ơi. Có tin nhắn vậy, có thể có tin nhắn không chốt thôi. Chiều chốt trùng cái thẻ ra nữa. Có mấy bộ. Gọi chị đây. Mã 23. Tốt nhất là vô gọi chị ấy. Mã 23 hà còn 3 bộ mấy chị ơi. Ai chưa có mã 22 thì chốt qua mã 23 giúp em nha. Lấy 23 comment 23 cho Hà mã này. 23 cho em mã đây nha. Lấy 23 mấy chị comment 23. 23 hà chốt đơn luôn. 23. Cái quần này 33.000 màu xanh. Bộ bên con ấy nó gọi ba chị kia. 33.000 xanh trơn nè mấy chị. Lấy 33 xanh mấy chị comment 33 xanh với em nha. Màu xanh đậm. 62, 63, cao cao, 65kg đổ về giúp em. Rồi mẹ 23, 89.000 còn mua giúp em nha. Rồi 33 giùm em nè mấy chị ơi. Quần này 33.000. Rồi em hết 23. Cái quần đùi này 33.000 cho hàng nha. Còn mấy cái vậy? Em kêu hết. Con một cục. Con cục. Ghi cho hàng là 33 xanh cho hàng mã này luôn nha. Quần kaki mới trời, hai bên hai túi. Ôi, nói chị cố gắng gì mấy chứ không. Em xem mấy chị 33.000. Rồi Hà xem mấy chị 33.000 nha mấy chị ơi. Cái chị Hà là mã 33 xanh, Hà gộp đơn quần kaki nha. 33 quần kaki giúp mình ra nhìn biết mình ở đảng vậy nó không có thời gian nó thử luôn. Thì mình chết luôn. Rồi. 33 quần đùi cho Hà nha. Quần đùi này 33.000 lấy mấy chị comment Hà chốt đơn luôn. Rồi nhanh tay nhanh tay. Mã 24. Bốn con. Mã 24 mấy chị em mình ơi, 89 nha, nhanh nha. Này Hà còn mấy bộ nữa, nhanh tay mấy chị ơi. Mã 24 cho Hà nha. Cột tóc 10.000 đồng nha chị ơi. Lấy cột tóc mấy chị comment cột tóc giùm em nha. 10.000 đồng cái cột tóc. Mã 23 đúng không? 24. 24 mấy chị, 24 mấy bộ vậy? 4. 24 có 4 bộ mấy chị chốt nhanh giúp em nha. Tin nhắn gửi về có đơn. 25. Ủa, 25. Theo hết toàn bộ 89.000 cho Hà nha. Chị đây là con nghi mấy. Lấy 25 mấy chị comment 25. Yêu. Vậy khác không? Rồi comment như Hà là mã 25 mẫu này nha mấy chị em mình nha. 25 cho em nè mấy chị ơi. Cái vải này hàng chốt nè mấy chị rất là đẻ luôn. Rồi mã 25 mấy bộ luôn. 25 4 bộ mấy chị ơi. 40 tới 62 63 kg ok. 25 có 4 luôn nha. Còn bộ 24. 26 mấy chị ơi, lấy 26 mấy chị comment 26 có 89.000 thôi nha mấy chị nha.
89.000 mã 26. Lấy 26 của chị cảm ơn 26 này lên đơn cho mình luôn nha. Mã 26. 26 cho em mã này quần đùi đen hơn. Đen sọc đen trơn 33.000. Chị Ngọc Hảo có đơn rồi chị. Đen sọc đen trơn 33.000 quần cho hàng nè. Rồi lấy đen sọc mới chị cảm ơn đen sọc. Chị Huyền Duyên có 24 rồi nha. 33.000 đồng. 7 kaki cho hàng nha mấy chị em mình nha. Đen sọc và đen trơn 33.000 cho em nha. Lấy đen sọc mới chị cảm ơn đen rồi, sọc. Rồi em hết 25. Mà đen trơn mới chị cảm ơn đen trơn cho hàng nha. 25 hết. Quần đùi kaki giúp cho hàng nha. 33.000 một quần luôn. 33.000 một quần hai bên có hai túi giùm em nha mấy chị nha. 26 mấy cái 26. 26 con hả? Mấy cái? Mấy cái? 26 la chua. Đen là đen lên, đen lên đen. Đen sọc đen trơn với chị em mình ơi, 33.000 quần luôn. À, chị Phạm Hương chị có 26 thôi nha, 25 hết một xíu chị chốt em mã khác nha. Rồi đen sọc đen trơn nhanh tay cho Hà mã này luôn nha mấy chị ơi. Chưa vào mi view. 33.000 cho Hà nha mấy chị nha. Đen sọc và đen trơn. Rồi mã này còn mấy mã nữa này, mã 27 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi em hết 26. Lấy 27 mấy chị cảm ơn 27 cho em mẫu này. 27. Theo hết toàn bộ cho em như này nha. Mã 27 em hàng lên đơn cho mình luôn. 89.000 một bộ mã 27. Comment mã 27 hàng chốt đơn luôn nè mấy chị ơi. Mã 27 giúp em. 27. 27 em có 4 5 bộ mấy chị. Rồi, đơn mới lên số đi mấy chị ơi. Đèn sườn nè. 27 có luôn. Cái quần nó có 33 nha. Rồi comment mã 27 em hàng lên đơn cho mình nha. Lấy 27 mấy chị comment 27. Hả? Bên đây xe lỏng nó đứng luôn kìa. 28. Trời ơi, theo hết toàn bộ. 28 cho em mã này giúp em nha. Lấy 28 mấy chị cảm ơn 28. 89.000 thôi mấy chị ơi. Mã 28 hà chốt đơn nha mấy chị nha. Mấy chị mới một sản phẩm gắn chốt thêm nha mấy chị em mình nha. Lấy mã 28 cảm ơn 28 hà chốt đơn luôn. Hà sale nhiều mẫu lắm mấy chị. Cứ theo dõi giúp em nha mấy chị nha. Rồi mã 28 chốt đơn luôn. 28, 28, đây chú U miền Nam này. U miền Nam nó xịn lắm. Chú U miền Nam này từ năm ngoái đến năm nay nó mới có lại rồi mới chị nó xịn. Ôi là xịn. 28 em còn 2 bộ. 75kg độ về cho Hà nha. Nè, hàng hãng Linh giúp em nha mấy chị ơi. Hai bên là khóa kéo xịn như này nha mấy chị nha. Cái quần nam này nó tuyệt mấy chị, bao xịn luôn. Hai túi trước và một túi sau giúp em nha mấy chị nha. Quần nam nè, U miền Nam nha, nhưng mà vải xịn lắm, mê ly luôn. Ai lấy, ai lấy hai quần em chốt cho mấy chị hai logo nha. Một quần thì một logo, ghi cho Hà là mã quần nam ghi ký cho Hà, khỏi cần miễn phải bàn luôn. 99.000 quần. Nhận con quần này về ông chồng ông con mà nói vải này mua 99.000 mấy ông không bao giờ tin đâu. Vì hàng nam rất là cao tiền và cái hàng u mì này là u mì nam rất là xịn nha mấy chị nha. Nam cho Hà, lấy 2 cái cho mấy ổng mang hay là 3 cái cho mấy ổng mang nha. Quần này không có có mấy chị ơi. Không có có đâu. Cái này mấy chị nhớ mà năm ngoái nhà hàng cả nhà Hà mặc ông. Đó, Hà chụp hình Hà đăng lên ấy. Rất là xịn, nếu mà ai mà khách nhà Hà mà có mặc cái quần này rồi đảm bảo sẽ hỏi lấy thêm. Bởi vì nó dày dặn, nó co giãn đã lắm. Quần nam đủ size 40 tới 75 kg. Rồi, nhanh tay giúp em nha mấy chị nha. Rồi, túi khóa kéo em như này sao không có nè. Túi khóa kéo xịn sò hai bên, phía sau cũng có luôn nha. Rất là xịn, em nói thiệt mấy chị, xịn ơi là xịn luôn. Rồi, 99.000 cái quần nam. Còn mơ giúp cho anh Hà là quần nam đi. Lấy 2-3 cái và cho mấy ông mặc nha. Đừng lấy một cái về mấy ông tiếc á. Một cái hồi nó biết lấy hai cái về mặc. Rất là dễ chịu, co giãn cực kỳ thoải mái. 99.000 quần 40 tới 75 kg nha mấy chị nha. U miền Nam cho Hà nhưng mà nó rất là xịn luôn. Quỳnh Như cá rồi chị Quỳnh Như ơi. Nó xịn hơn u miền nữ mình luôn á. U miền nữ mình đã xịn rồi này, nó xịn hơn luôn. 75kg độ về giúp em nha mấy chị nha. U miền Nam ghi ký. Rồi tôi lên cái mã này mã nhiêu tôi quên mất tiêu à. Mã 28. Mã 28 còn không? Còn một. Mã 28 còn một bộ 89.000 hốt luôn để chi mấy chị. Mã 28 nhanh tay cho Hà nha. Lấy 28 mấy chị cảm ơn 28 giúp em 75kg về. Mã 28 cho em mã đây. Được chưa mấy chị? U miền Nam ghi ký cho Hà nha. U miền Nam ghi ký.
Rồi mã 28 còn bộ ai lấy hút luôn giúp em. Quần nam có bo chân không? Dạ không có bo chân nha mấy chị nha, không có bo. Không có bo nhưng mà cái độ ôm của nó rất là đẹp nha. Ôm từ trên xuống dưới, kiểu như ôm kiểu nam ấy. Rồi u mì nam nhanh tay cho Hà 75 ký về, chuẩn luôn. Rồi 99 ngàn quần giúp em nha mấy chị ơi. Này, vải co giãn giùm em như thế này. 99 ngàn thôi. Rồi lấy mấy chị comment nhanh tay cho Hà luôn nha mấy chị nha. Nhanh tay cho Hà con quần u mì nam này. Với giá rẻ bèo 99 ngàn quần. Nhìn cái khóa của nó nha mấy chị. Cái khóa nó xịn chưa này. Đó. Xịn sò là cò chưa. Rồi ghi cho Hà luôn. Mã này là mã u mì nam ghi ký giùm em nha. Một nam hai nam ghi ký giùm em. Một cái thì một cái logo mà hai cái là hai logo khác nhau nha mấy chị em mình nha. 40-75kg 99 ngàn quần thôi. 99 ngàn quần cho em nha. À, lấy một cái em chốt mấy chị một cái logo. Mà hai cái là Hà chốt hai cái logo nha mấy chị nha. 99 ngàn đảm bảo mấy chị lấy một cái về thử cũng được. Lấy một cái về thử đảm bảo sẽ lấy thêm. Thì khi bạn nó xịn lắm. Và lên form rất đẹp nha mấy chị nha. Lên form cực kỳ đẹp luôn. Rồi quần u mì nam. Cả năm này mới có mấy chị, cả năm này công ty nó mới sale được. Mà 99 ngàn nó rẻ. Size lớn nhất là size gì? 3X. Size lớn nhất là size 3X. Mà 75kg độ về nha mấy chị nha. Nói chung là 75kg độ về chuẩn đét cho mình luôn. Rồi quần nam cho Hà nha. 99 ngàn quần. Lấy quần nam mấy chị comment quần nam cộng Hà ký giùm em nha mấy chị nha. Quần nam ghi ký em chốt đơn luôn. Trời ơi, mã 27 giùm em đi mấy chị, còn mấy bộ nè. 89 ngàn, ai chưa chốt được nhanh tay giúp em nha mấy chị nha. Lấy mã 27 mấy chị, còn mơn 27 giúp em nè. 29 mấy không? 29 bộ này là mã 29 giùm em nha mấy chị nha. Lấy 29 mấy chị, còn mơn 29 em chốt đơn luôn nè mấy chị ơi. Mã 29 mấy chị cần gì mấy chị cứ comment lo giùm em nha. Mã 29, 89 Huy Hoàng lên ký đi chị. Quần nam mấy chị phải ghi ký nha. Hàng có size mấy chị gắn ghi ký giùm em. Qua cắm sạc máy pin luôn. Rồi mã 29 nha mã nè. 3 con 89 nha. 89 ngàn mã 29 giùm em nha mấy chị. Chị Trang Thùy lên em xuống thôi đi chị. Mã 29 giùm em nha, lấy 29 mấy chị comment 29. Rồi, 30 mấy đây nè. 30. Rồi lấy 30 mấy chị comment 30 cho em mã này luôn nha. 62 63 ký độ về ok. Mã 30 89 ngàn đồng. Mã 30 89 ngàn cho Hà nha, lấy 30 mấy chị comment 30. 89 ngàn. Mã 30 cho Hà nha. Mấy bộ em? Rồi mã 30 có hàng chốt nhanh. Mã 30 lai bộ miếc y. Cho gì? Cho muốn gì? Nàng muốn gì? Mã 30. Cái màu được rồi. Rồi mã 30 cho em Hà nha mấy chị ơi. Lấy 30 mấy chị comment 30 cho Hà nha. 30. À, bộ này bộ đắt ha, còn ít nữa này chị nào hỏi nè mấy chị. Bộ đắt 99 ngàn bộ nè, 57kg độ về có size nha. Quần là quần u mì luôn nè. Cái set này Hà sale 99 ngàn một set. Quần là quần u mì giúp em nha. Từ 38 tới 57kg độ về. Chị Trang thì lên xuống hồi đi chị. Còn minh ký nè. 99 ngàn cả set giùm em nha. Rồi set xanh mấy chị còn minh ký giùm em nè. Lấy set xanh mấy chị còn minh set xanh ghi ký nè. Và set này là set màu trắng ghi ký giùm em nha mấy chị nha. Cả set quần u mì 99 ngàn nè mấy chị ơi. Cả set quần u mì 99 ngàn đồng giúp em. Lấy mấy ghi Hà là mã set trắng, set xanh, set đen ghi ký cho Hà nha. 99 ngàn cả set quần dài. 99 ngàn đồng cả set quần dài nha mấy chị nha. Lấy mấy chị comment cho em Hà luôn. U mì nam 4 cái à. 4 cái thì bị trùng một cái nha. Vì có 3 mẫu à. U mì nam là 3 mẫu nha. Rồi cái set này lấy mấy chị comment cho Hà nhanh tay ngay và liền luôn nha mấy chị em mình nha. 99 ngàn một set. Set trắng ghi ký giùm em nè. Set xanh ghi ký. Và set màu đen ghi ký giùm em Hà nha. 57kg độ vơ. 57kg độ vơ giúp em nha mấy chị nha. Quần là quần u mì nha mấy chị nha. Quần u mì giúp em. Mã này là mã 30 không?
Rồi mã 30, 89 ngàn cho em mã này nha. Lấy 30 mấy chị, comment 30. Ở U miền Nam là 99 ngàn một quần dài nha mấy chị nha. Chị hình son lên ký đi chị. Mã 30 giúp em nha, lấy 30, comment 30. Bỏ hàng qua luôn. Áo rồi bên đây nè. Rồi 31 giùm em đi mấy chị ơi. Rồi còn mấy bộ nữa thôi, 31. 89 ngàn bộ cho Hà nha, lấy 31 mấy chị, comment 31. 31, 89 ngàn giùm em nha. 31 3 bộ nha mấy chị ơi, 31 3 bộ. 31 3 bộ giúp em nha. Ôi theo 89. Chị nhiều nhiễn lên ký lên số điện thoại luôn đi chị. Rồi comment mã 31, 89 ngàn xét. 31 giùm em mã này nha. 32 luôn. Rồi mỗi mã còn mấy bộ thôi nha mấy chị ơi. Lấy 32 mấy chị, comment 32 cho em mẫu này nha. 32. 89 ngàn em hết 31. Lấy 32 mấy chị, comment 32. Quần giãn nè, quần ngố giãn nè, quần ngố giãn em còn à, màu đen hết rồi sao lớn. Chị sen hồng lên tí đi chị. Cô mang còn 79. Mã 31, 31, 32, 32, 32, 32. Rồi mã 32 giúp em nha mấy chị nha. Lấy 32 mấy chị, còn bên 32 à. 32 cho em mã này. 89 ngàn mã 32. Trời sơ mi, sơ mi qua xả rớt hả mấy chị ơi. 60kg đổ về giúp em nha. Nó có sai 40-60kg giùm em cái sơ mi tay hến nè mấy chị. 59 ngàn thôi à. Ghi cho Hà là 59 hồng nè, 59 màu nâu tay cho em mã này nha. Lấy 59 nâu tay mấy chị, comment 59 nâu tay. Bộ mặt có màu gì? Bộ mặt có 5 màu nha, đợi Hà xí Hà lên lại. 59 màu đầu cho Hà nha, 59 màu đầu. 59 màu là màu xanh, xanh két, 59 màu két. Là chị lon đen. 59 vàng. Chị sen hồng lấy quần lê đen rồi. Lấy 59 vàng mấy chị, comment 59 vàng cho em nha. 59 ngàn một áo. Áo này hôm qua Hà mặc đó mới giờ bị rớt đơn một lại nè. Rồi, mã 32 là bộ Hà đang cầm đúng không? Đúng rồi. Mã 32 còn không? Mã 32 còn 2 bộ. Lấy 32 mấy chị, comment 32 cho Hà nha. 89 ngàn. Rồi em áo sơ mi đuổi này 59 ngàn cho Hà nha. Áo sơ mi đuổi 59 ngàn luôn. Lấy mấy chị comment nhanh tay Hà chốt đơn. Màu vàng 59 vàng, 60kg đổ về giúp em nha. Tài nó xa le nha mấy chị nha. Em sell 59 ngàn giúp em. Màu vàng 59 vàng, 59 màu xanh két. 59 màu này là màu xanh đậu. 59 màu nâu tay. 59 màu hồng nha mấy chị ơi. Rồi lấy 59 mấy chị, comment 59 ghi giùm em cái màu là em chốt đơn. Bộ Hà mang 79 ngàn, khoan 40-60kg mang vừa. 79 màu la vi Hà đang mang, toàn bộ chữ dập nổi nha. Cái mã này là 79 mấy chị, comment 79 ghi màu là được nha mấy chị nha. 79 màu la vi nè, chữ dập nổi giúp em nha. Rồi 79 màu hồng giúp em nè. Lấy 79 màu đen nha mấy chị nha. Cả set Hà mang 79 ngàn. Rồi này là 79 màu ghi giùm em nha. Lấy 79 ghi mấy chị, comment 79 màu ghi. Em này 79 màu hồng. Đó. Lấy 79 mấy chị, comment 79 giùm em nha. 79 màu hồng. 79 màu cam. Mã 79 cam Hà chốt đơn luôn. 79 cam. Với lại 79 màu dưa cải cho Hà nha. 79 màu dưa cải giúp em luôn. Rồi lấy 79.
Mấy chị comment 79, mấy chị comment màu là được nha. Hết đầu. Không có hàng để đổi nha mấy chị ơi. Nhà hàng không có chốt mà sau xong rồi bỏ. Chốt mẹ trước rồi lấy mẹ sau, bỏ mẹ trước là không có biết đường đâu nha mấy chị nha. Chị nào nhắm mình không lấy hàng thì mình báo để bên em xả ra chốt cho người khác nha mấy chị. Bỏ đơn chị Nguyễn An Khang ra. Chị Tuyết Hương nữa nè, cho không để nó lộn mẹ kia. Lấy bỏ ra ngoài vậy cho chút chị lai lại. Đây là bạn hai nha. Phải kiên định nha mấy chị. Chứ gì chốt kiểu đó không được luôn mấy chị ơi. Rồi 79 màu vàng dưa cải, 79 màu cam, 79 màu hồng cho Hà nha. Rồi 79 màu ghi, 79 màu đen cho Hà nha. Và Hà mang là 79 màu la vi. Rồi áo 59 nha mấy chị ơi. 59 em còn màu hồng. Hết đầu nhỉ. 59 em còn màu nâu tây. 59 màu xanh két. 59 màu xanh két cho Hà nha. Với lại 59 màu vàng nè. Lấy 59 mới chị comment 59 cho Hà nha. Áo sơ mi tay hến, quần ngố siêu giãn nha mấy chị. Quạt 59 nha, còn không? Còn 4 cây. Quạt còn 4 cây nha mấy chị ơi. Quạt 59 nha, còn 4 cây mấy chị comment quạt cho em Hà. 59 nha. Còn 2 cây. Quạt còn 2 cái nha mấy chị ơi, lấy quạt mấy chị comment quạt cho em nha. 59 nha, cây. Rồi quần siêu giãn cho hàng nha mấy chị ơi. Rồi em hết quạt. Quần ngố siêu giãn giúp em nha mấy chị nha. 59 nha, quần ngố siêu giãn. Vi cho Hà là mã giãn màu nâu tây mấy chị comment ký. Giãn màu xanh ghi ký. Giãn màu đậu ghi ký. Đủ size từ 38 tới 65 ký. Giãn màu đen còn 60kg độ V nha. Giãn đen còn 60kg độ V. Lấy giãn đen mấy chị comment giãn đen cho Hà. Mấy cái bộ hồi nãy đây đến. Rồi lấy giãn đen mấy chị comment giùm em là giãn đen còn 60kg độ V nha. Giãn nâu tây 65kg độ V có size. Giãn màu xanh 65kg độ V. Rồi giãn màu đậu 65kg độ V luôn. Quạt hết rồi mấy chị. Rồi giãn ghi màu ghi ký, Hà lên đơn cho mình nha mấy chị nha. Giãn ghi màu ghi ký là em chốt đơn luôn nè. 59 ngàn quần siêu giãn. Nâu tây. Vải siêu giãn cho Hà thấy nguyên dầu rồi. Giãn dầu dạ, còn đi ăn lưu chị 58 cái hai màu hộp. Rồi quần giãn 59 ngàn cho Hà nha mấy chị ơi. Quần giãn này Hà sale 59 ngàn. Lấy mấy chị comment nhanh tay em Hà chốt đơn luôn. Rồi quần giãn 59k lấy mấy chị comment giùm em luôn nha mấy chị nha. Quẹt hết rồi chị Ngọc Thúy nha. Rồi quần giãn ghi màu ghi ký cho hàng nha mấy chị ơi. À, bộ này 85.000 nãy mấy chị, bộ tay hến. Bộ tay hến 85.000 40-62kg mình giam hàng nha mấy chị nha. 40-62kg. Bộ tay hến 85.000 cho Hà nha, 85 màu đen. Lúc nãy chị nào có bộ này rồi đừng chốt nữa nha mấy chị nha. Nhỏ lắp lên ký đó chị. Rồi 85 màu màu đen có mấy bộ. Nâu này, nâu nghệ mấy chị. 85 màu nâu nghệ nè. 85 màu tím cà. 85 màu tím cà cho Hà nha. Lên nó giấu Facebook của ta. 85 màu tím cà, tay hến 62kg độ về giúp em nha. Ui 85 màu hồng sữa nè mấy chị. 85 hồng cho Hà nha. Bộ này hàng 3158 nhưng mà 3158 phải có công miệng giùm em nha. Rồi 85 màu tím luôn. Bộ này hàng sale 85.000 bộ thôi. Rồi lấy 85 tím với chị còn mời 85 tím cho em lại nó nha. Thanh Tâm lên ký đi chị ơi. Mấy chị lấy cái áo này mặc với quần khác cũng được luôn. 85 tím với lại 85 tím. Rồi, mã này 85k giùm em nha mấy chị ơi. Lấy mấy chị comment 85 ghi màu em chốt đơn nè. 85 mấy chị comment màu em hà chốt đơn cho mình. Bộ tay hến siêu đẹp. Mấy chị và lấy cái áo mặc đi quần khác cũng được luôn nha. Rồi 85k lấy mấy chị comment nhanh tay cho Hà mạng nó nha. Chỉ có 85.000 một món. Một bộ 85 từ 40 tới 62kg. Rồi máy sấy tóc ok, máy sấy tóc 59.000 nha, máy sấy tóc 59.000 cái.
Ok. Rồi. 85 mã này giúp em nha mấy chị ơi. Vải rất là xịn giúp em nha mấy chị nha. Vải cực kỳ xịn luôn. U miền Nam còn. U miền Nam là quần dài nha mấy chị nha. U miền Nam bảo đây chị chứ. Nha để lên lại cho. U miền Nam rất là xịn nha. Rồi, bộ này 85 giúp em nha mấy chị ơi. 85 màu vàng cho hàng nè. Rồi 85 màu tím cho em mã này nha. Lấy 85 tím mấy chị cảm ơn 85 tím nha. Này 85 hồng cho hàng mã này. 85 hồng cho em nha. 85 hồng. 85 màu tím cà cho em mã này nha. 85 màu tím cà. 85 là màu nâu. Nâu nghệ. Rồi 85 màu đen. Sơ mi tay dài. Không có 85 đi. Rồi lấy 85 cảm ơn cho hàng này. U miền Nam nha mấy chị nha. Rất là xịn luôn. Cầm cái quần đầm tay đã lắm mấy chị ơi. Hai bên là khóa kéo hết toàn bộ xịn như này. U miền Nam một màu đen duy nhất. Ai lấy hai cái là chốt hai cái khác logo với em nha. U miền Nam ghi ký. Lấy một U miền Nam thì ghi một U miền Nam. Mà hai U miền Nam thì cộng bên hai U miền Nam. Nhớ ghi ký giùm em nha. Đủ size từ 38 đủ size từ 40 cho tới 75 ký nha. 40 tới 75 ký cho em mẹ đây. 40 tới 75 ký nha mấy chị Ngọc Thủy có đơn rồi chị. Này 40 tới 75 ký cho em mẹ đây. Chút rất là xịn nha. Nó xịn hơn con U mì nữ của mình luôn. U mì nữ nhận hàng đã xịn đúng không U mì chị nghe nhuyễn lên xuống thôi nha. Xịn hơn gấp mấy lần luôn. Túi khóa kéo hết toàn bộ cho hàng mấy chị em mình. Từ 40 tới 75 tới 99.000 quần U miền Nam. 99.000 quần U miền Nam cho hàng nha mấy chị ơi. Rồi, lấy U miền Nam mấy chị cảm ơn U miền Nam ghi ký cho hàng nha. Một cái thì một cái logo mà hai cái thì hai logo khác nhau. Ok chưa? U miền Nam 99.000 quần nha. U miền Nam 99.000 quần mấy chị Phúc cảm ơn U miền Nam ghi ký em bao cho mấy chị em mình nhận con quần này xuống. Nhận con quần này xuống luôn giùm em phải rất là chị tiền. Ngọc Thủy có đơn rồi chị. Vải cực kỳ xịn luôn. Áo tay hến 39. Áo tay hến 39 luôn. 39 hồng nâu vàng. 39 hồng nâu vàng cho hàng nha. Em sale 39.000 mã này. Hồng nâu vàng 39.000 đồng thôi. 39.000 đồng cho anh Hà. Hồng nâu với lại vàng nha. Chị lấy 3 quần ngố 59.55 ký là quần siêu dạng đúng không? Rồi ok chị. Rồi mã này ghi cho hàng luôn nha. Không có mấy ký đổ về cũng mang vừa lên xe 39 nha. Nâu vàng với hồng. Rồi lấy 39 mấy chị cảm ơn 39 cho hàng nha. Nâu vàng hồng. Ok lấy gì cũng cảm ơn cho hàng nha. Mã số 1 còn không mình chốt. Dạ hết cho chị vui lòng thôi. Mã này ghi cho hàng. Mỗi mã nó có mấy bộ mấy chị. Hàng sale mà mỗi mã nó có mấy bộ à. Rồi, mã này mấy chị cầm bơ cho hàng 39 một áo nha mấy chị em mình. Chị Ngọc Thủy có đơn rồi chị nha. Màu vàng, màu hồng, màu đang nâu. Đang chín hết nâu. Vàng hồng nha, 39 là còn vàng hồng nha mấy chị ơi. Ừ, quần nam lấy đi mấy chị, bông tẩy trang có nha. 40 nha. Của táo đỏ còn không? Còn trên một bữa. Táo đỏ treo 69.000 ký nha mấy chị nha. Ăn táo đỏ còn táo đỏ luôn. Chiều mà không mà phải lưỡi đi. Ông tẩy trang 45.000 hai túi nha mấy chị nha. Ông tẩy trang vuông. Bì là 222 miếng nha chứ mấy chị, hai bì. Tôi coi tôi không mấy hộp ở đó. Phải mua lên hộp không? 444 miếng. 45.000. Cảm ơn bông tẩy trang gộp đơn nha. Rồi. Hồng trắng 30 hồng vàng 39 nha. Con này mẹ ba mấy này mấy vậy? Mẹ nó 31 33 lên 89.000 mẹ. Rồi 39 hết hồng, 39 con vàng. 89.000 mẹ 33 cho hàng nha mấy chị ơi, lấy 33 mấy chị cảm ơn 33 cho em nè. 89.000 bộ. Sau 2 sau 3 ký độ về logo thêm hết toàn bộ. Rồi mẹ 33 em Hà chốt đơn cho mình nha. 33 em chốt đơn luôn rồi. Cảm ơn Hà là mã 33. Ở đây mấy em đấy? Chữ Lucy. Mã 33. Màu xanh lá. 89.000 bộ lên như Hà là mã 33 nha mấy chị ơi. Lá 33, cảm ơn 33. Cho chị áo khoảng em áo khoảng.
ba ba giúp em. Cái mã mấy chị comment cái mã ha, đọc quay được cô bị lộn nha. Cái mã Hà Lân của này nhiều quá. Mã 33, 89 nha. Nhỏ nhỏ lớn lớn đều mang ok giúp em. Hàng phun thái xịn cho hàng nha. Mã 33 nhanh tay ngay và liền luôn nè mấy chị ơi. Là 89 nha cả bộ luôn. Là cả quần cả áo. Có 89 nha thôi nha. Lên giùm em là mã 33. Comment 33 Hà chốt đơn. Chị Lanh Lê có đơn rồi chị. Ok chị. Đây cái áo sọc này 49 nha nè mấy chị ơi, rất là đẹp giúp em nha. 38 tới 60 kg mấy chị mang đẹp nhất luôn. Chất siêu cao giãn cho mình như này 49 nha. Ghi cho Hà là 49 đen nè. Không là sọc đen của gấu đơn kia hồ gấu ơi. À, sọc đen, sọc xanh nè. Mình đây là lớp. Sọc này màu ngọc cho Hà nha. Lấy sọc ngọc mấy chị còn mơ sọc ngọc. 49 nha áo sọc thôi. Ui mì tay chị Hạnh Lê lấy 1, 2, 3 nút lấy mọi em. Chị cảm ơn cho hàng 95 ngàn cái nhé. Sọc hồng đi em nhé. Sọc hồng đi, sọc hồng. Sọc lạ lắm mấy chị ơi. Sọc này màu sữa thế này nhé. Lấy sọc sữa. Cảm ơn sọc sữa thế này. Rồi áo sọc này 49 ngàn cho em mẹ này nhé mấy chị ơi. Áo sọc này 49 ngàn đồng lấy mấy chị. Cái kia là 99 ngàn luôn. Rồi áo sọc này 49k giúp em nha, 60kg độ về ok chất nè mấy trời. Co giãn thoải mái cho mình ha. Em kéo nè mấy trời. Nhưng mà khi em thả ra nè, nó về vị trí cũ liền. Đang mới lên số nha mấy chị nha. Đi luôn đi mấy chị nha. Rồi, mã này mấy chị comment nhá nha. Thoải mái giùm em. Có cái logo rất là xinh nữa. Mã này ghi giúp cho Hà luôn là mã sọc màu sữa cho Hà nha. Sọc màu sữa nè. Sọc màu hồng cho Hà nha. Sọc hồng. Sọc này màu ngọc giùm em nha, sọc ngọc. Sọc màu xanh giúp em nha, sọc xanh. Và sọc đen cho Hà, 49 ngàn cái áo sọc. 49 ngàn cái áo sọc thôi. Lấy mấy chị comment nhanh tay cho Hà luôn nha. Cái này thui mày. Ní là mày hình nữa. Mày thấy có luôn. Mày thấy luôn kìa. Rồi áo sọc nhanh tay 49 ngàn cho Hà nha. Em đọc lại màu áo sọc nữa chị ơi. Đó, áo sọc màu đen. Sọc màu xanh. Sọc màu ngọc. Sọc màu hồng. Và sọc màu sữa nha. 49 ngàn cái áo sọc 60kg đổ về ok là. Lấy mấy chị comment nhanh tay ra luôn. Quần zin nè, 99 ngàn quần form đùi ngố. Hàng tiền cho hàng nha. S50kg đổ về M55 và L60kg. Đùi ngố zin cho hàng nha nè. Chị thấy cái quần đùi này như này không? Chỉ đùi ngố nha mấy chị nha, nó trên gối nó cũng cấp á. Quần này mã Q2 SML cho hàng nha. S50kg đổ về, M55, L60kg đổ về giúp em nha mấy chị nha. Bộ này ghi hàng là mã Q2. Quần lộn, quần này ghi hàng là mã Q2. Kêu để đi lựa câu bộ, ta xin. Ta xin bộ mã 1 mày không cho. Bé nha. Đây mã Q2 cho hàng mấy chị nha. Q2 giùm em, tặng siêu co giãn rất là xịn luôn. Nút giật ok. Cứ chị nào có nút giật được ba nút không còn nha chị nha. Ba cái tên lờ. Cứ có nút giật được miễn phí giao hàng rồi mấy chị. Rồi mã này mấy chị còn mang cho anh hàng luôn nha. Đó, cái này thì còn mang cho em luôn. Cống nắng dài hai lớp có 245 ngàn. Q2 SML nha mấy chị ơi, 60 kg độ về có size S50 kg độ về M55 và L60 kg. Dạ chị Diễm Thu có đơn rồi chị. Mã Q2 cho em mã này nhá. Muốn Q2 cứ chốt Q2. Chị nào không biết size thì nhớ ghi ký giùm em nha. Rồi, chị Thu đoàn lên ký. 49 ngàn cho em nha mấy chị ơi, sọc sữa thế này nè. Sọc sữa, sọc màu hồng giùm em nha, sọc màu hồng. Rồi sọc màu là màu ngọc giùm em luôn. Nhé sọc ngọc mấy chị cầm ơi, sọc ngọc. Rồi sọc xanh, ghi sọc xanh cho mẹ nè. Rồi Q2. Sọc này màu đen. Áo sát nách bữa nay có nguyên bộ luôn á mấy trời nha. Rồi lấy áo sọc mấy chị cầm ơn cho em luôn. Ok. Rồi này áo rít.
áo vít tay bồng nha mấy chị nha, này áo vít tay bồng nè. Nè, áo vít này chị nha. Chị thu đồ cá đơn nha chị. 39 nè, áo này luôn. Rất là xịn, 60 62 kg độ về. 39 trắng, 39 đỏ, 39 màu xanh. 39 trắng đỏ màu xanh. 39.000 đồng trắng đỏ xanh. Áo tay bồng cho Hà nha. Rồi 39 ghi màu. Bộ Hà mặc số bao nhiêu? Dạ bộ Hà mặc 79 nha. Nha. Bộ Hà nay có 79.000 đồng thôi nha mấy chị. Rồi áo này 39 ghi màu, anh Hà lên đơn cho mình luôn nha mấy chị nha. Bộ Hà mặc là mẹ 79 kèm màu nha chị. Ừ, Hồng Đặng Thị nha. Cho Hà là được nha mấy chị ơi. Tay bồng. Vải rất là xịn luôn. 39 trắng xanh đỏ nha Hà nha. Áo này 39 nha. Trắng xanh 39 đỏ. 39 hết trắng. 39 nha một áo. Có chị ơi, bình nước 59 nha một bình nha. Bây giờ là mẹ bình nhiệt nha em. 39 còn xanh với lờ đỏ. Bình nhiệt 59 nha. Mình lấy bình nhiệt mấy chị, còn mình bình nhiệt ra là nha. Tay bộ này 89 nha. Còn mẹ này mấy bộ nha. Mẹ 34. Mẹ 34 cho em bộ này 89 nha giúp em. 40 tới 62, 63 ký mấy chị, cao cao 65 ký ok luôn nha cho này. Con đùi ngố siêu xinh siêu xịn luôn. Chữ của nó là chữ giặt nổi, chữ giặt nổi theo nha mấy chị nha. Bộ hàng ngang không có màu trắng. Rồi mẹ này ghi cho hàng là mẹ 34 mấy chị ơi, 89 nghìn bộ nha. Mẹ 34 mấy chị còn bên 34 mình chốt đơn luôn. Mẹ 34 89 nghìn đồng. Mẹ 34 89 nghìn cho em mẹ này nha. U 13 ghi còn chị Lê Hành. Chị Lê Hành lấy loại nào có comment giúp em. U miền Nam 2 cái. Lấy cái chủ quá lộ. U miền Nam 75kg độ về thôi. Rồi mẹ 34 mấy chị. 89 nha em bộ giúp em nhé. Mấy mẹ 34 mấy chị comment 34 cho hàng luôn. 89 nha em. Mẹ 34 89 nha em bộ giúp em nhé. Chốt rốt có đẹp luôn. Trả bộ cho hàng nha mấy chị ơi. Trả bộ. Đây quần siêu giãn dài cho hàng nha mấy chị nha. Đây là quần siêu giãn quần dài cho hàng này, màu nu với lại màu màu đen. Ống quần rất là đẹp luôn, 58 kg độ về nha. Này 58 kg độ về. Đó mấy chị ghi giúp cho anh Hà luôn là mã giãn nu giãn đen mấy chị còn nguyên ký 38 tới 58 kg nha. 38 tới 58 kg giùm em giãn màu nu và giãn màu đen mấy chị ghi ký. Siêu đẹp luôn. Rồi, dạng nu, dạng đen mấy chị comment cưới cho hàng mạng này nha. Đủ size cho hàng từ 38 tới 58 cưới giùm em nha. Quần vải siêu giãn. Này quần siêu giãn cho hàng 58 kg độ vơ. Biết như thế, chị hay lấy thế nào. Mấy chị biết mấy mã quần U10 nhà hàng mấy chị cứ chốt thôi nha. Rồi, mã này ghi cho hàng luôn là dạng đen, dạng nu ghi cưới giùm em nha. 79 quần mấy chị thôi. Quần này 79 quần. Dạng đen, dạng nu mấy chị comment cưới 79.000 cho hàng nha. Ôi ôi. Em áo này tặng luôn á, 39.000 luôn, 60kg độ về ok nha. 39 màu cam. 39 màu nâu. Này hàng riết đẹp lắm mấy chị nha. 39 màu trắng nè. Và 39 màu đen. Rồi em áo này 39.000 lấy mấy chị comment cho hàng nha. 39 ghi màu. 39 ghi màu là chốt đơn. Thấy chưa? Đen đem 8 kg à. Xe lớn hết rồi. Sơ mi còn 39 nâu. Rồi mẹ này 39 ghi màu nè. 39 hết đen. 39 hết. 39 hết nâu. 39 còn trắng cam. Áo 39 còn trắng với cam nha mấy chị em mình ơi. Áo 39 là còn trắng với lại cam. 39 ngàn cho em. Trắng với lại cam 39 ngàn cho hàng. 39 chỉ còn trắng. Rồi bộ này 35 cho hàng nha. 89 ngàn mã 35. 39 còn trắng hết. 89 ngàn mã 35 cho em mẫu này nha. Số 35 mới còn 35. Em chốt đơn luôn 35. Rồi 39 hết mẹ. Rồi mã 35 mình có 4 bộ giúp em nha. 62, 63 kg độ về cao cao 65 kg.
89.000 rồi. Nó mã 35 đó chị, cảm ơn 35 cho em hỏi này nha. 89.000 luôn. Quần ống đứng này mấy chị ơi, ống đứng này hàng sale có 99.000 quần thôi nha. Size S, size M, size L. S 50kg độ V, M 55 và L 60kg độ V. Thử quần nha. Còn ống đứng này màu là 99.000 cho hàng nha mấy chị nha. Quần ống đứng 99.000 quần hàng to vậy. S 50kg độ V, M 55, L 60kg độ V cho em mẹ này nha. S 50 kg độ V, M 55, L 60, quần ống đúng. Sơ mi đâu có màu đen, sơ mi có màu đen. Có chị dùng mà chốt những cái mã mà không có không ạ? Ý thì nha, bây giờ chị thấy có một cái. Có sai á. Có sai. Rồi, mã này ghi hay là mã ống đúng với chị, comment ký giùm em nha. Chị nào biết sai thì ghi sai, mà không biết sai mới chị cứ ghi ký giùm em nha. 89 nha. Ủa lộn, 99.000 quần đi nóng đúng luôn nè. Hàng to dẫn em nha, có 99.000 quần à. 99.000 quần cho em mã này giúp em nha. Quần ống đúng giùm em, 99.000 cho hàng quần. Đủ size 60kg độ V giúp em nha mấy chị ơi. Đủ size 60kg độ V giúp em. Quần ống đúng 99.000 giúp em. Quần nam này mấy chị em còn 28, 29, 30, 31, 129.000 thôi. Quần riêng nam màu khói hàng to dễ nha các em nha mấy chị nha. Quần riêng nam màu khói hàng to dễ nha mấy chị, ghi cho hàng mã là mã riêng nam mấy chị còn minh cưới. Cái bộ quần suông không có nha. Quần mì suông 55kg ok chứ. Không có sai nào nữa hả? Rồi quần riêng nam nhưng em 129 nha nha mấy chị nha. 28, 29, 30, 31 mạng dục hồng ừ. Đi nè, còn nói chị đây hết size của chị không? Rồi mã này sẽ giúp cho em hàng luôn, quần đi nam cho hàng nha. Hàng công ty đến mấy chị, em còn 28, 29, 30, 31. 28, 29, 30, 31. Một con quần đi nam hàng to dạng cụm sò như này. Em sale cho mấy chị giá 129.000 quần. Hàng này đợt tết 175.000 một quần. Là đã rẻ rồi nha mấy chị nha. Còn mấy cái 129.000 thôi. Đấy mà đây ghi cho hàng là mã nam mấy chị comment. Rin nam mấy chị comment sai luôn mấy chị nha. Rin nam ghi sai em chốt luôn. Em có mã áo cổ này 49.000 áo. Mã áo cổ này 60kg độ về ok với ca hàng nha. Rồi ghi cho hàng là mã số 1 đi. Số 1 áo này giúp em nha. Đấy mã số 1 comment mã số 1. 38 tới 60 kg ok nha em. Nam có 129.000 thôi mấy chị. 38 60 kg ok mã số 1. Lấy mã 1 comment mã 1 anh Hà lên đơn luôn nha. Số 1. Rồi mã số 1 cho em mẫu này nha. 49. Mã phải chồng chiếc luôn. Cảm ơn anh. Lên. 3 phút sau luôn. Cảm ơn anh lên. Rồi áo mã 1 cho hàng nha. 49 nha. Chị nơ tơ thúy hè là lấy nam size 30 đúng không? Lấy mã 1, comment mã 1 giúp em. Rồi tay hén xem mấy chị 39.000 luôn. Không chị còn S1 không? 39 xanh mẹ cắn màu 39 nha. Mã 1 39 xanh cắn hồng cho em. Cái này hơn 60kg mấy chị cũng mang vừa luôn nha. Còn mấy cái là sale 39 luôn. Hồng cắn và xanh 39 hồng trắng xanh em. Việt Nam 59.000 còn nha. Hiện hợp 59 màu tây nữa. Việt Nam em chỉ có size 28, 29, 30 và 31 thôi nha. Rồi áo tay hến size 39. Mấy chị comment 39 đi, mong mấy chị mới một sản phẩm gắn kết thêm nha. Này hả, còn có mấy cái em size 39 mấy chị comment màu nâu tây nè. Xanh nè. Trắng và lại hồng. Mấy xanh? 39 hết xanh. Rồi 39 ngàn cho hàng mã này. Áo sọc này mã số 1 giùm em nha, 49 nha. Áo sọc mã số 1 49 nha giúp em nha mấy chị nha. À vậy chị mì tôm cho em. Chị mì tôm. Chị mì tôm cho em xin lại số đi chị. Rồi áo 39 mấy chị còn
môi cho em luôn nha. Trắng hồng với lại nâu. 39 em hết nâu tây. 39 còn trắng với hồng. 39 là còn trắng với lại hồng nữa chị. Trắng là 39 còn trắng hồng. Cái 39 với chị còn bên 39 là luôn nha. 39 trắng và hồng. Chiều nhớ nghe máy với chị mì tôm nha. 39 là 39 nha. 39 trắng và hồng cho em nha. Rồi cảm ơn chị là 39. Trắng được hồng em chốt đi. Quần là đùi nam, em sale 35 ngàn. 3 khóa nha chị nha, hàng 1 khóa sau với lại 2 khóa trước. Đùi nam ghi ký 35 ngàn. Đùi nam ghi ký 35 ngàn cho hàng nha. Còn rồi chị Lê Hành nữa hả? Em nãy em nữa còn ép em nữa hả? Đùi nam ghi ký 35 ngàn cho hàng mạng là nhớ chị ơi, lấy đùi nam á chị comment đùi nam ghi ký 80kg độ về hàng có size nha. Đùi nam 80kg về có size. Đùi nam 80kg đổ về có sai nha mấy chị ơi, lấy đùi nam á chị ông đúng là để mình mà like con ông đúng màu để không có khối đó nha. Đùi nam đủ sai 40-80kg trắng không bạc chứng thôi. Đùi nam đủ sai 40-80kg lấy đùi nam, cảm ơn đùi nam đủ sai. 39 em chỉ còn màu trắng màu hồng. Rồi áo 39 còn trắng hồng, còn em thì đùi hết nam xanh. Đùi nam ghi ký giùm em nha. Có 35 nha, buồn buồn co giãn thoải mái giúp em nha mấy chị ơi. Thì ai quả tuấn kiệt này bà giúp lưu số cho chị này chiều gọi nè. Rồi quần đùi nam lấy mấy chị cảm ơn cho hàng nha mấy chị nha. Quần đùi nam 39 nha thôi. Đùi nam 39 nha cho hàng nha, 80kg đổ về. Mấy đùi nam mấy chị cảm ơn đùi nam cho hàng luôn. Em còn cái xuông này sẽ ép hả? 50kg đổ về. Ép 50kg, ép là 50kg đổ về, em mờ 55kg đổ về giúp em nha. Xuông màu khói. Mấy chị lấy xuông khói cảm ơn sao là cảm ơn cứ giùm em nha. Xuông khói này hạ xeo 99 nha luôn. Chị Văn Hiểu mới có cái đùi nam thôi nha chị nha. Áo lúc nãy là chị chưa có đơn á. Xuông khói cho em mã này nha, bộ nam cổ nó bộ nam cổ. Rồi xuông khói nha em mã đây nha, xuông khói ghi cho Hà Sa. Nhiều đúng vậy, đúc cho bộ nam cổ. Chị nào không biết sao để ghi ký 55 kg độ vừa. Còn ghi như là màu nâu tây. Màu nâu tây với ghi. Rồi xuông khói cho em mã này nha mấy chị ơi, xuông khói. Nâu tây ghi đen. Đen còn hết ít đen lời chưa? Xuông khói SM giúp em nha, cảm ơn xuông khói này chốt đơn. Áo em còn 39, em chỉ còn màu hồng thôi, chị Văn Huyền nha, còn một mẫu. Bộ này mã 35, 89 ngàn cho hàng nha mấy chị ơi. 89 ngàn mã 35. Giá 35 mấy chị cảm ơn 35 cho em mẫu này nha. Mã 35 cho em mẫu. 89 ngàn luôn. Chị lấy mã 35 mấy chị cảm ơn mã 35. Chị sao chị Nhưỡng An khen lúc này bên nối bên em sẽ đơn. Một bộ 62-63 cái độ U miền Nam là quần dài đúng không? U miền Nam là quần dài nha mấy chị nha. Mấy chị lấy U miền Nam có cảm ơn U miền Nam. Rồi mã 35 bộ này 89 nha thôi mấy chị ơi. Lấy mã 35 mấy chị cảm ơn 35 nha. Mã 35 là túi của nó may. Nó may bằng cái vải luôn nha mấy chị. Rồi mã 35 giùm em. Mã 35 89 này giúp em. Chấm chấm giùm em chút xíu mấy chị cho nó im ru xin lừa. Bộ hàng mặc rủ màu á chị, đỡ hàng lên lại chốt với chị Tường Vi nha. Bộ này mã 36, 89 ngàn cho hàng luôn nha. Lấy 36 với chị cảm ơn 36. Mã 36, 89 ngàn giúp em luôn nha. Hàng cung thái siêu tịnh luôn. Mã 36 giùm em nha, 89 ngàn. Con gấu có cái chữ nghi bụng.
còn lá 36 á chị, comment 36 thì em nhớ mấy chị ơi, mã 36 89.000 đồng. Vải rất là đẹp luôn nha. Tao có chăm rồi, mã 36 này lên đơn cho mình luôn nè. Lá 36 á chị, comment 36 em chốt đơn luôn. Đơn mới nhớ kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị nha. Đơn mới nhớ ghi số 89.000 bộ rất là rẻ luôn mấy chị, mà bảo nó xịn lắm nha. Mã 36 bộ hàng đây là 79.000 nha. Em còn bộ 36. Rồi bộ 36, bộ hàng đây là 79.000 giúp em. 60kg độ bờ mấy chị, đưa cho hàng là mã 79 màu la vi hàng đang mang nè. Rồi 79 màu đen cho hàng nha, chữ là chữ dặn nổi hết toàn bộ nha mấy chị. Hết 36 lấy 79 đen, comment 79 đen nè. Rồi 79 màu này là màu ghi giùm em nhé, 79 màu ghi nè. 79 màu này là màu hồng cho anh hàng nhé. Nếu 79 hồng thì mấy chị comment giùm em là 79 màu hồng. Rồi 79 màu này là màu màu cam sữa giùm em nhé. Bộ em sẽ có 79 ngàn thôi. Lấy 79 cam sữa mấy chị comment 79 cam sữa. Với lại 79 màu này là màu màu vàng dưa cải nha mấy chị nhé. Cả bộ này 79.000, lấy mấy chị comment cho em luôn. 79.000 bộ cho em. Cái áo 49 lúc nãy đúng không, là mẹ đây. Đây 49.000 cái này. Mấy chị ghi 49 mấy chị comment màu nha, 62, 63 ký độ về mấy chị mang đẹp cho em luôn. 49 màu la vi nè, 49 màu cam sữa nè, 49 màu Lê Tuấn lấy hai quần nam cho em xin ký đi ạ. 49 màu xám giùm em mã này nha, 49 xám. Có chị Nguyễn An Khang có chiếc kia hồng 39. Hồng 39 nó đẹp luôn. 49 màu này là màu trắng. Trắng cái. 49 màu đen nha. Và có tông tàu rất là mịn luôn, 49 đen. Và 49 là màu hồng cho em nhớ chị nha. Rồi lấy 49 mấy chị còn hơn. Đây đây có cái chiếc nữa này, bỏ cái vô cho đỡ nó cái áo không bờ đó nha. Rồi mã này 49 ghi màu cho hàng nha mấy chị nha. Đó. Chị Mỹ Lệ ơi, cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Mở ông bớt comment nhiều ký rồi. Rồi áo này 49 giùm em nha mấy chị nha. Đó, 49 là còn màu hồng, 49 màu đen, 49 màu trắng, 49 màu bơ, 49 màu là màu xám, 49 màu xanh két, đủ màu nha. 49 màu cam sữa, 49 màu la vi. Rồi lấy 49 thì comment cho hàng luôn. Rồi áo này theo luôn 39.000 cho nó gọn luôn, 39 hồng vải đẹp không rồi nha. Rồi 39 trắng, 60 kg độ về nha. Đơn này không kịp thì bỏ xuống luôn. 39 xanh, 39 màu nghệ, màu nâu nghệ nha. 39 màu nâu nghệ, 39 đen, 39 mặt cá thì chưa thấy bao giờ nữa. Nhưng như riêng mà sao thấy được. 39 đen đỏ, 39 đen. Rồi em áo này hàng kim thái nha, 39 đen. Lấy mấy chị còn mơ giúp cho hàng là 39 ghi đánh cái màu. Mấy chị mới một sản phẩm ngắn chốt thêm nha. 39 ngàn cái luôn, gộp đơn luôn. Mới một sản phẩm ngắn chốt thêm nha mấy chị nha. Rồi áo này 39 mỗi màu 1-2 cái, tranh thủ giúp em luôn. 38 tới 60 ký ngang vừa. 39 màu đen, 39 màu đỏ, 39 màu nghệ, 39 màu trắng và 39 màu hồng cho em bạn này nha. Rồi em theo 39 màu nó. Lấy mấy chị comment cho em luôn. 39 ngàn đồng. Comment 39 đi màu. Bộ nam rất bill 95.000, bộ này 2 lần cũng chen hết trơn. Bộ nam 95.000, còn size 70kg độ về. 40-70kg ha, còn size nha. Quần có khó kéo hết toàn bộ giúp em. Nâu tay với lại xi măng mấy chị còn một ký bộ nam. Nâu tay xi măng kèm ký bộ nam cho em. 95.000 bộ mấy chị nha. Bộ nam này 95.000 bộ.
chị Ly Phạm Phạm không có hồng nha. Rồi nâu tay và xi măng mới chị còn bên túi cái hàng này nha. Đây là hai bên hai túi. 95 ngàn một. Mấy cái dân đi không có đó chị. Ba chỉ ném con nghệ với là đen. Rồi mẹ ơi mấy chị còn mơ nhất cam nè luôn. Mời là màu xi măng dùm em nha mấy chị nha. Bộ nam cả bộ cho nhà như này 95 ngàn bộ nha. 95 ngàn một bộ. Lấy mấy chị cứ ghi nhất cam này là màu xi măng mấy chị còn mơ ký nè. Màu nâu mấy chị còn mơ ký. Còn size 40-72 ký nha mấy chị nha. Màu đen là còn nhiêu? Đen 57. Màu đen là còn 58-72 nha. Đen còn 70 nè. Đen 58-70. Ghi ký cho mấy chị nha. 95 ngàn bộ. Bộ nam thôi nha. Màu đen còn 58-70. Vậy anh Phạm lên ký đi. Lên xuống hồi đi chị. Bộ đen này còn 58-70 ký. Rồi lấy mấy chị còn hơn cho Hà luôn nha. Bộ đen này còn 58-70 ký luôn. Mấy chị còn hơn màu ghi ký cho em nha. Túi nữa là có khóa kéo hết toàn bộ nha mấy chị nha. Rồi 95 ngàn. 95 ngàn cho em mẹ này. Mấy chị mới một sản phẩm thì gắn chốt thêm cho mấy chị em mình nha. Nam đen còn 58-75. Nam đen 58-70. Rồi nam ghi là nam nâu là đủ size 40-70 nha mấy chị. Mỹ Hiên cho em xin số ký đó chị. Nam nâu và nam màu ghi. Nam nâu và nam màu xi măng cho hàng nha, ghi ký nè. 95 ngàn cả bộ nha mấy chị nha. Cái này 95 ngàn cả bộ. Rồi bộ 89 còn mã này. Lên cho hàng là mã 37. 62, 63 ký độ về ok giúp em nha. Mã 37 thôi mấy chị. 37. Rồi y mong ngọt tay quá lắm. Chữ nó y màu ngọt tay ký, chị hay lê lên em xuống thôi đi chị hay lê ơi. Rồi kèm số điện thoại vô khách mới, kèm số điện thoại vô, kèm số điện thoại lần sau là thành khách quen rồi. Bộ này mã 36 89 ngàn cho hàng nha. Lấy 36 mới chị còn bên 36 40 cho tới 62-63 phí độ về nha chị. Vũ Anh Nghĩa là thêm xi măng nữa là hai bộ nha. Bộ này nó sửa lắm mấy chị. Mã 36 36 giùm em nha, 89 ngàn bộ. Lấy 36 của chị còn bên 36 em chốt đơn luôn nha mấy chị ơi. Mã 36 89 ngàn đồng luôn. Ba sáu có ba bộ. 36. Rồi mã 36 giùm em nha, 36 của chị còn bên 36. Thì nó thư em. Chị hay lê lên xuống hồ nha chị nha. 36 37 giùm em luôn. 37 89 nha cho hàng mạng này nha. Lấy 37 mấy chị còn lên 37. Ghi cho Hà luôn là mã 37 giúp em mã này nha. Lấy 37 với chị còn bên 37. 89 ngàn thôi. Cả bộ 89 ngàn cho Hà nha. Lấy mã 37 với chị còn bên 37. Lên đơn luôn nha. Rồi u mì xu này mấy chị. U mì xu giùm em nha. Đủ size từ 38-67 ký. U mì xu 95 ngàn quần. Lấy u mì xu với chị còn bên u mì xu đi ký cho Hà mã này nha. 37 chị Thắng Nguyễn. Được được em biết đi hàng. Biết hàng hết nha. U mì xu 95 ngàn quần giúp em. U mì xu 95 ngàn quần cho Hà mã này nha. Lấy u mì xu, cảm ơn u mì xu. Mấy mã này lúc nãy là Hà like rồi nha. Giờ Hà quay ngược lại để có chỗ Hà bỏ hàng. Đồng giá 39 ngàn lên là mới chịu chốt gộp nha. Rồi quần xu này Hà sale 95 ngàn cho Hà nha. Xu u mì, cảm ơn su mì ghi ký. Rồi áo 49 nha mấy chị, vải cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi 49 ha, còn màu la vi nè. Lấy 49 la vi mấy chị, comment 49 la vi nè. 49 màu cam sữa giùm em nha. 49 màu xanh két.
49 xám cho em mã này nha, 49 xám. 49 màu bơ. Rồi 49 trắng cho em mã này nha, 49 trắng. 49 đen. 49 hồng. Bốn mươi chín màu hồng cho hà mã này nha. Rồi lấy 49 mới chị, comment 49 gửi giùm em cái màu luôn nè. Bộ hà mang là 79 nè, gửi giùm em là 79 màu la vi hà đang mang nha mấy chị nha, 79 màu la vi. Rồi 79 màu này là màu vàng vua cải nha mấy chị nha, lấy 79 vàng mấy chị, comment 79 vàng này, hàng đồ riêu vải xịn lắm mấy chị ơi. Rồi 79 màu cam sữa giúp em nha, lấy 79 cam sữa mấy chị, comment 79 cam sữa. Rồi 79 màu hồng cho em mã này nha, 60 kg đổ về chữ dập nổi cho em như này. Lấy 79 hồng mấy chị, comment 79 hồng cho em. Rồi 79 màu ghi cho hà mã này luôn nha. Đó, bộ này 79 ngàn thôi màu ghi. Rồi với lại 79 màu đen, toàn bộ chữ dập nổi hết giùm em hà luôn. 79 đen. Lấy 79 mấy chị, comment 79 ghi cho em cái màu. Đây là bộ nam nha mấy chị nha, bộ nam. Ủa phải mà mày bộ sát nách nữ. Bộ sát nách nữ 69 ngàn bộ nha mấy chị nha. Đủ size từ 38 tới 60 kg. Đủ size từ 38 tới 60 cho hà nha. Rồi, mã này ghi hết cho em hà luôn nè. Bộ này có 69 ngàn thôi. Ghi cho hà là mã 6 ghi hà là mã sát nách đi. Sát nách xanh đen hồng ghi ký giùm em nha. Bộ này hàng siêu thị 59 ngàn bộ thôi. Vải rất là xịn giúp em nha. Đây, bộ siêu thị 59 ngàn. Bộ siêu thị 59k lấy mấy chị comment giúp cho hà luôn nha. Đó, rồi được em, bỏ cái đồ lên được em ơi. Rồi, bộ sát nách xanh đen hồng cho em mã này nha mấy chị nha. Bộ sát nách xanh đen hồng ghi ký 60kg đổ về là có là sai luôn. À, quần 33 ngàn nè mấy chị ơi, 33 ngàn một quần. Quần này 33 ngàn một quần thôi. Em có sọc xanh nè, sọc màu nu cho hà nha, sọc màu nu nè. Trơn thì hà có trơn màu nu nè, trơn màu xanh nè. 33 ngàn quần nha mấy chị nha. Trơn màu đen nè. Em bỏ ít lên đây, bỏ ít lên đây rồi. Hết rổ rồi bỏ luôn, đúng không? 33 ngàn quần cho hà nha, trơn đen nè. Sọc đen nè mấy chị. 33 ngàn quần kaki giúp em. Rồi với lại sọc nghề cho em mã này. Sát nách là 69 ngàn một quần. Ừ, bộ sát nách 69 ngàn bộ ghi ký cho mấy chị. Hàng siêu thị đó nó có sai á. Cái hàng nó có sai nha. Rồi, lấy mày này thì mấy chị comment cho em luôn. Bộ sát nách 69 ngàn. Rồi, quần kaki cho hàng nha mấy chị nha. Quần kaki này hà sale có 33 ngàn thôi. Từ 40 tới 62, 63 ký giùm em nha mấy chị nha. Sọc em có màu nghệ nè. Sọc có màu đen nè. Sọc em có màu à, màu kem nè. Với là sọc hà có màu này là màu màu xanh nha mấy chị nha. Sọc, sọc là có 4 màu, 33 ngàn một cái. Còn trơn thì hà còn trơn đen, trơn xanh và trơn kem nha mấy chị nha. Trơn em có 3 màu. Quần trơn này hà có 3 màu nha mấy chị nha. Đây, trơn 3 màu cho em. 33 ngàn luôn mấy chị ơi, 33 ngàn luôn. Rồi giờ là đồng giá 39 ngàn cho hà nha. Quần ngố hả? Ngố nha hà, có ngố sọc, ngố bếp ghi. Rồi quần này 33 ngàn, lấy mấy chị comment cho em luôn. Quần ngố đây nè. Wow, nhiều quá, bóc cũng hết. Ngố sọc nè mấy chị ơi, ngố sọc 69 ngàn quần giùm em nha. Lấy ngố sọc mấy chị comment ngố sọc ghi ký. Dài sọc thì mấy chị comment dài sọc ghi ký. Bộ nam 95,
chị lưu hình lấy màu gì size nhiêu ký, nếu còn thì Hà lấy luôn nha. Bộ đó Hà còn nhưng mà sợ không còn đủ size. Lên bộ nam, cái bộ nam hàng thông hơi nãy bỏ xuống rồi, lấy lên giùm Hà chút rồi. Đây quần ngố sọc cho Hà nha, 69 hàng Umi. Ngố sọc với lại ngủ quên sọc ngố sọc dài giúp em nha mẹ này. Mẹ này sọc ngố sọc dài ghi ký em cho Hà nha mấy chị nha. Sọc ngố là 69 ngàn, còn sọc dài là 89 ngàn giúp em nha. Cảm ơn sọc ngố sọc dài ghi ký cho em mẹ này luôn. Sọc hai màu ngố dài ghi ký cho Hà nha. Hai mã. Ngố là 69, dài 79, bộ mẹ ok chị. Đây bộ nam là Hà có mã này nha mấy chị nha. Hàng thông hơi, rất là mát, hay là hàng công ty nha mấy chị nha. Nè, nhìn lỗ thông hơi nè. Bộ nam vải rất là xịn luôn. Mùa này mặc ra là rất là mát nha mấy chị. Quần nó cũng có khóa kéo luôn nha mấy chị nha. Quần cũng có khóa kéo hết. Có 85, mã này thì 85 ngàn một bộ nha mấy chị. Cái mã là 85 ngàn một bộ. Thì mấy chị comment giúp cho Hà luôn nè. Bộ nam màu ghi ký giùm em nha, đủ size từ 40 tới 75 ký. Bộ nam này Hà có màu ghi nè mấy chị. Bộ nam có màu ghi nha. Rồi, bộ nam này có màu xanh cho Hà nè. Bộ nam này có 85.000 bộ thôi, bộ Hà cầm là size nhỏ nhất nha mấy chị nha. Rồi, bộ nam Hà có màu đen luôn nè. Nam ghi màu ghi ký giùm em nha mấy chị nha. Bộ nam có màu đen luôn. Với lại bộ nam này có màu này là màu than. Đó, bộ nam có màu than cho mình luôn. Bộ nam 85.000 bộ nha mấy chị nha. Bộ nam 85.000 bộ. Quạt hết nha mấy chị ơi. Lan Lan có bên nhiều, có lúc nãy chị chốt cái gì comment lại để chị lúc này chốt mã nào có số nè. Rồi bộ nam 85.000 bộ cho Hà mã này nha mấy chị nha. 40 cho tới 75 ký có size nha. Rồi comment màu ghi ký vải rất là mát nha mấy chị nha. Vải này hàng công ty á, rất là xịn sò luôn. Rồi mã này ghi cho Hà là mã nam màu than mấy chị comment ký nha. Quần là có túi hết toàn bộ. Rồi nam đen ghi ký cho Hà mã này nha. Nam đen ghi ký 75 ký độ về. Nam xanh ghi ký 75 ký độ về. Và nam màu ghi mấy chị comment ký 75 ký độ về giúp em nha. Rồi bộ nam ghi ký giùm em từ 40 cho tới 40 tới 75 ký em Hà có size nha. 40 tới 75 ký có size luôn. Bộ nam này mặc rất là mát nha mấy chị nha. Vải rất đẹp luôn. Rồi mã này mấy chị comment giúp cho Hà luôn. 85.000 bộ. Vải này êm lắm, vải này mặc bền lắm nha mấy chị nha. À giống hàng Gucci. Giờ mới nhớ là hàng Gucci hôm bữa. Rồi mã này ghi cho Hà luôn nha. Màu ghi ký mấy chị. Màu ghi ký giùm em nha. Màu mấy chị comment ký 85.000 bộ thôi. Lấy hai bộ về cho mà không mặc. Này cho chồng cho con mặc ok la. Mùa này mặc mát rồi em mấy chị. Vải rất là mát luôn. Rồi 75 ký độ về có size, lấy mấy chị comment nhanh tay giúp em luôn nha mấy chị nha. 75 ký độ về vải mát rồi à. Rồi màu ghi cho Hà nha. Màu ghi. Màu 40 tới 75 ký giùm em nha, màu xanh. Quần là có túi hết toàn bộ. Màu than. Lấy màu than mấy chị comment màu than cho em mã này nha, màu than. Và màu đen giùm em nha, và màu đen nè. 40 tới 75 ký giùm em bộ nam nha. Rồi cái rổ này đồng giá cho mấy chị em mình 39 ngay nha mấy chị ơi. Đồng giá 39, nó có áo có bộ lộn xộn nha mấy chị nha. Áo bộ quần gì lộn xộn nhưng mà size thì 38 tới 57, 58 ký độ về là mấy chị chốt thoải mái giúp em nha. Bộ nam ghi màu ghi ký giúp em nha mấy chị nha. 4 màu xanh ghi màu đen lại màu than. 4 màu cho mình luôn. Ai có, ai dám. Rồi, giờ là đồng giá 39 ngàn nha mấy chị nha. 57, 58 ký đồ về. Rồi, dưới xong chưa mã số 1. Ủa số 1, 2 bộ luôn nè mấy chị.
Em sale 39 ngàn nha mấy chị nha. Số 1 bộ nam mấy chị cứ comment cho em đi. Số 1 còn 2 bộ nè mấy chị ơi. 39 ngàn cho hàng nha. Lấy số 1. Comment số 1. Hất đây, hất hàng dưới ra cho an tâm nè. Rồi mã số 2 cho hàng mã này nha. 5758 ký độ về ok giúp em nha. Lấy mã 2 mấy chị comment mã 2. 39 ngàn thôi nha. Mã số 2. Này nó lẻ hà sale nha. Rồi lấy mã 3 mới chị comment mã 3. Bộ mẹ Hà có mà, bộ mẹ nhà Hà lửng với dài, mấy chị comment mẹ lửng mẹ dài ghi ký. Hai chị Phương lên. Rồi mã số 3 cho em mẫu này nha, mã số 3 tay dài áo rip 39.000 nha. Rồi mã 4. 4 này áo thái luôn, nó lẻ đó, hay gộp chung Hà sale luôn nha. Lấy mã 4 mới chị comment mã 4. Mã số 5. Bộ mặt còn nha, bộ mặt là 79 ngàn màu la vi. Bộ mặt là 79 la vi giúp em nha. Mã 4. Lấy mã 4 á chị comment mẹ. Gì? 4. Chết ta làm gì ạ? Mã 4. Lấy mã 4 ghi mã 4. 39 ngàn nha mã 5. Cứ 5758 kia về chốt thoải mái nha. Mã 5. Mỗi mã Hà có 1 cái thôi, mã 6. Cái này không có hở ngực này nha, hở chỗ này chút xíu thôi. Lấy mã 6 mới chị comment mã 6 cho Hà nha. Số 1 2 bộ. Số 1 3 đi nó dính trên đây không ship. 5 6 bỏ ba chị ra. Gì vậy? Đây like rồi mà gì vậy? Số 3 đây là số 3 nè. Ba lẻ một cam hai lẻ nó dính ở đây nó không xuất này. Mày đập cái nem số 3 này. Là số mấy đâu? Số 7. Đây nem 6 đâu bị lên. Còn cái đây? Cái đây có like mà tự nhiên. Trùng mẹ mẹ 3 mẹ. Ảo. Nên là mẹ 7 đúng không? Rồi này là mẹ 7. Mấy cái mà ba người ngầu mà lộn. Chết cho làm gì. Số 7. 39 ngàn giúp em nha. Số 8. Số 8 39 ngàn luôn. Lấy số 8 cầm ơn số 8. Số 9. Số 9 này 39 ngàn luôn nha. Lấy số 9 mới chị cầm ơn số 9. 7 chị à. Số 10. Lấy mã 10 với chị comment mã 10 cho em mã này. Số 10. Số 11. Lấy 11 comment 11 cho em mã này nha. 11. 39 ngàn thôi nha. 12. Lấy 12 với chị comment 12 cho em luôn nha. 12. 39 ngàn áo. 13. 13 cho em mã này nha. 13. 14. Áo cho anh đi không? Ủa sao đây tự nhiên là mấy chị hỏi cho anh đi lại ta. Nãy với mấy người hỏi vậy á. 13 chị Lê Vương. 15. Này 15 đúng không? 14. Này 14 nha mấy chị nha. Lên bộ đùi sắc nách lên rầu. Đợi xíu lên lại chứ mới lên xong. 14 cho em mã này nha. Lấy 14 comment 14. 15 nè. Comment mã 15 là lên đơn luôn nha. 15. 16. Lấy 16 mới chị comment 16 cho Hà nha. 39 ngàn thôi. 17. 17 là bộ mát giùm em nha. 16 chị Nguyễn Phong. Lấy 17 mới chị comment 17 cho em mã này nha. 17. Mã 17 là lên đơn luôn. 17 2 bộ nè. 18. 17 chị Thúy Lan. Chị Xuân Duyên sao số chị gọi thơ ba rồi chị. Lấy 18 mới chị comment 18. 19. 19 bộ mẹ. Lấy bộ mẹ em chị chúc em bộ mẹ mình còn như này không. 20. 18 chị Nguyễn Thông. 20 cho em mã này nha. 20. Mẹ dai còn lớn. 21. Mẹ chốt bộ
21 phong lẫn này mới chị. Lấy 21 mới chị, comment 21 giùm em nha. 21 20 chị Xuân Thị Hồ. 22 nè. 39.000 thôi, 22. Áo tam tà cua 22. Rồi 23 cho Hà nè. 39.000 nha, toàn vải đẹp không có chị nha, lẻ Hà sale á. 23. Rồi 24. Chị Xuân Dương nó gọi được mà kia. 24. 23 chị Thắng gì không gọi lại. 25. Lấy 25 mấy chị, comment 25 giùm em nha. 25. 22 chị Lê Tuấn. 26. Phong rộng nha, 26, 39, 27. 24 chị Huyền Trang. 27 bộ mát luôn nè mấy chị. Màu đen. 27 chị Thắng Nguyễn. 3 bộ, 27 3 bộ. 26 chị gái Lê. 28. Bộ mẹ đợi Hà xíu nha. 28. Cao Bằng. Bộ Hà Mang có 4 5 màu lận mấy chị. Bộ Hà Mang có màu la vi, màu đen, màu ghi, màu vàng, màu cam. 27 chị Thanh Mai. 29 cho em bộ này luôn nha. Lấy 29 mấy chị, comment 29. 28 chị Phương Nguyên. 29. 29 2 bộ luôn. 39.000 thôi. 30 là mấy chị ơi. Lấy 30, comment 30. Áo khoác cách nhiệt, áo khoác chống tiêu vê hơn. Áo khoác 79 ngàn hồi chị Hà còn chị Kim nha. 30 cho em mã này nha, lấy 30 ghi 30. Ghi là chị Văn Huyền lấy bộ 79 ngàn mặt nè. Ừ. 30 chị Trà Giang Trương. 31. Lấy 31, comment 31. Bộ Hà Mang 79 ngàn. Mặt thích mua thêm, ồ cái đá xịn mà. 32. 32, 65 ký độ về luôn nha. Sơ mi 32. Rồi lấy 33 mới chị, comment 33. 33. Áo khóc chống tiêu vê còn ở đây không? Rồi 34. 34. 32 chị Xuân Thị Hồ. Để em coi màu còn em lên. 35. Lấy 35 mới chị, comment 35 dây mẫu này nha. 35. 34 chị 10 10. 33 chị Đào Mỹ Nữ. 35. 36. Lấy 36 mới chị, comment 36 dây mẫu này nha. 36. 37. 36 chị 37. Nguyên. 38. 38. 37 chị Sang Thạch. 39. Rồi 39 cho em mã này nha, lấy 39 với chị, comment 39. 40. 40 nha. 41. Lấy 41 với chị, comment 41 em nha. 41. Rồi 42 chồng luôn em. 42 cho chị rổ mới. 41 chị Nờ Tơ Thẳng. 42 giúp em mã này nha. 42. Bộ mẹ nè, chị nào hỏi bộ mẹ thì comment nè. Mẹ lẫn mẹ già nha mấy chị nha. 85.000 bộ, 106.000 2 bộ. Này mẹ lửng mẹ dài, lấy mấy chị comment giúp em như này là lửng nè. Này lửng hết rồi, hay dài, dài có dài này không? Hả? Con dài không? Đâu? Mẫu đâu? Mẹ lửng mẹ dài ghi ký giùm em nha. Nói chung mùa hè mẹ mặc lửng lửng như này cũng mát mấy chị ơi. Cái vải nó mát lắm. Mẹ lửng mẹ dài. À, còn sai nhiêu quên rồi. 4762 có chứ. 4762 giúp em nha. Đó. Lấy mẹ lửng ghi mẹ lửng mà mẹ dài, mấy chị ghi mẹ dài nha mấy chị nha.
Một xài ngay đó luôn. 85.000 bộ nha, 162 bộ. Vải lanh nhung rất là mát, cái vải này ra ngồi chờ mua 180.000 bộ nha mấy chị nha. Mẹ lửng mẹ dài, y chang này mà dài nha mấy chị nha. Không rồi. Có 70 ký chị Yên Sang ơi. Rồi mẹ lửng mẹ dài. Rồi tiếp tục cho hàng 39.000 tiếp tục cho em nha. Rồi mã 31. 42 đâu mà 31. Cờ tôi 42 rồi hả? Thôi qua số 1 đi. Số 1 cho nó gọn nè mấy chị ạ. Rồi 39.000 tiếp tục giúp em nha, 5758 ký độ về. Lấy mã số 1, comment mã số 1. Số 1 nha. Ký kèm ký vô mấy chị ơi, bộ mẹ comment ký vô. Số 1 đây nhanh chăm. Rồi số 2. Số 2 áo rip tay dài. Số 2 hai con nha mấy chị nha. Số 2 giúp em. Lấy số 2 mấy chị comment số 2. Mẹ dài nó như này nha mấy chị nha. Mẹ dài nó như này nè. Này mẹ dài nó như này nè, đó. Này, mẹ lửng mẹ dài cho hàng nha. Hai tròn con tròn. Lấy về tặng mẹ. Rồi mẹ lửng mẹ dài. Ghi ký. Mẹ hai hai cái á. Mẹ ba. Hai chị mẹ cao bằng. Bộ mẹ không được chọn màu. Trời ơi, bộ mẹ màu đâu chọn chứ. Màu nào cũng đẹp hết, yên tâm. Bộ mẹ Hà bán tới mấy ngàn bộ rồi, chứ không phải bán 1-2 bộ đâu chị. Nên yên tâm đi. Chị nào kỹ nữa thì ghi cái tuổi của mẹ vô, nhà Hà bóc cho phù hợp luôn. Đa số mẹ hoa văn mẹ nó đẹp lắm, nó sang không. Mã số 3 cho em mã này nha. Lấy mã 3, ghi mã 3. Rồi mã số 4 phong rộng giúp em nha, 39 ngàn. Lấy mã 4 á chị, comment mã 4 giùm em nha, mã 4. Rồi mã 5 phong rộng luôn. Lấy mã 5, ghi mã 5 giúp em nha. Mã 5. Mã 6 giùm em mã này nha. 39 ngàn. Một món thôi nha mấy chị ơi. Lấy mã 6 mấy chị comment mã 6 giùm em luôn. Mã 6. Mã 7 nè mấy chị. Này là áo thái, áo rip, áo lẻ mấy chị ơi. Mã 7 giùm em mã này nha. Mã 7. Mã số 8. Lấy mã 8, comment mã 8 giùm em. Rồi số 8 giùm em nha, số 8 2 bộ luôn nè mấy chị ơi. 8 chị vui dự. Rồi số 8 2 bộ luôn. 8 chị sang thạch. Số 9. Lấy số 9 mấy chị, comment số 9 giùm em mã này nha, số 9. Chị lão bà bà. Số 10. Số 10 giúp em nha, lấy mã 10, ghi mã 10. Dạ không có miệng ship nha chị Kim Nguyệt nha. Bộ Hàm An 79 nha. Lấy mã 10, comment mã 10. 11. Mã 11 giúp em mã này nha, 11. 12. 39 nha, thôi nha, lấy 12, ghi 12. 11 chị cần. Rồi 13 cho em mã này luôn. 13 nó là tà cua nha mấy chị nha. 13. 14. 12 chị Thanh Hoa. Lấy 14, comment 14. 15. 13 chị Thanh Hoa. Mã 15 cho em mẫu này nha, mã 15. 16. Lấy 16 mấy chị, comment 16 nha. Mẹ không có size 70 ký chị Kim Nguyệt nha. 17. Lấy 17 mấy chị comment 17 em chốt đơn luôn nha, 17. 18. Phong rộng. 18. 19. 19 áo kiểu phía sau có nhúng giùm em nha. Lấy 19 mấy chị comment 19 luôn. 18 chị cần 19. 20 lên lỗ. 20 lên lỗ giúp em nha, lấy 20 mấy chị còn 20. 21 sơ mi trắng 65 kg đổ về. 21. Lấy 21 comment 21 giúp em nha. 22. 22 sơ mi trơn có túi nha mấy chị nha. 22. 39 ngàn thôi, 22. 21 chị Kim Nguyệt.
Rồi 23 cho em mã này nha. Lấy 23 mấy chị comment 23 màu đỏ phía sau có bao nhún nhé. 23. Rồi 24 cho em mã này luôn. 22 chị kim gì ạ? Rồi lấy 24 mấy chị comment 24 em nha. 24. 25. 25 là áo rút giùm em nha. Lấy 25 mấy chị comment 25. 26 phong rộng luôn, cổ tim tà sa lê luôn. 65kg độ về thoải mái giùm em nha. 26. 27 nè. Lấy 27 với chị comment 27 giúp em nha. 27. 28. 26 chị Vinh Phạm. 28 phong rộng luôn. 28. 29. 27 chị Kim Nguyễn. 29 cho em mã này nha. 29. 29 3 bộ. 30. Lấy 30 mấy chị comment 30 nha. 30. 29 chị Phương Nguyễn. 31 phong rộng luôn. Lấy 31 comment 31 em mã này nha. 31. 32. 29 chị Nhạc Cao Bằng. 32 giúp em nha. 32. 33. 33 65kg đổ về luôn. 33 tay dài 2 cái. Ủa, 33 sơ mi tay ngắn 2 cái. 39 ngàn luôn. 33. 34. 31 chị gái lên. Lấy 34 với chị comment 34 nha. 32 chị Trần Phương Trần. 34. 35. 35 nè, 35. 33 chị gái lên. 36. 36 giùm em nha, 36. 37. 37 2 áo. 37 2 áo nha. 37. 38. Lấy 38 mấy chị comment 38 giùm em nha. 38. 39. 39. 40. 40 phong rộng em nha. 40. 41. 41 phong lận lận giùm em nha. 41. 42. 42 nha. 42. 41 chị Thắng Nguyễn. 43 nha mấy chị nha. 43. 44. Chị Nẹt Cao Bằng bao nhiêu ký? Bao nhiêu ký chị? 44. 45. 43 chị Nguyễn Hương. 46. Mỗi mã có một cái nha. 47. 44 chị Mỹ Lệ. Một mát đau xót nhiều ta. 47. 39 ngàn thôi nha. 47 2 bộ. 46 chị Huy Hoàng. 47 2 bộ. 48. 48. 48 giùm em nha. 48. 49. 49 có size của chị nha. 50. 50 bộ Hà Mang còn. Bỏ màu bộ chị mặc lên. 51. Màu Hà Mang để hay lên lại cho. Có mấy màu? 51. 52. 48 chị Phương Nguyễn. 53. 53 giúp em nha, form rộng 53. 54. 55. Lên 57 quý chị Nạc có bằng ok chị. 56. 52 chị Sang Thạch. Mấy chị cần gì cứ comment lên nha. Bộ Hà Mang là 79 nha. Rồi bộ này 85, 89 nha mấy chị. Mã này gửi cho Hà là mã bộ 89 giùm em. Bộ này 89 giùm em nha. 62, 63 ký độ về. Cao cao 65 ký ok luôn nha mấy chị nha. Bộ này 89 nha.
cả bộ như này 89.000 đồng. Lấy mấy chị ghi với cho Hà luôn, mã này là mã đen này, đen 89.000 cho Hà. Lấy đen 89 mấy chị comment đen 89 giùm em nha, đen 89. Bộ hàm ăn là 79.000, chữ dập nổi hết toàn bộ giúp em nha mấy chị nha. Mấy chị comment 60kg độ về ok giúp em nè. Mấy chị ghi cho Hà là 79 màu, bộ nam Hà lên rồi nha. 79 màu Slavy nè. Đấy, bộ này 79 màu đen nè. Này là 79 màu hồng cho em luôn. Mấy chị cần gì comment lên nha. Giờ gần cuối like rồi, cần gì cứ comment lên. Còn coi lại mẹ nào thì cứ comment lên. 55 cái gì đâu? Hả? Đâu? Mẫu bỏ đâu ai biết. 79 hồng. Màu hàm ăn là màu Lavi nha mấy chị nha. 79 màu cam. Bộ này 40-60kg ok. 79 màu cam. Rồi 79 màu à. Màu ghi cho Hà nha. Rồi bộ này 79. À áo khoác á. Lấy chưa? Áo khoác chống tiêu về. Đùi sát cánh. Ở bộ đùi sát cánh nào cho chị lên lại luôn á. Nói chung giờ mấy chị cần gì mấy chị cứ comment lên, Hà lên lại cho. Một set nước xả ok. Rồi mẹ này ghi giúp cho em Hà luôn nha. 79 nha cho em một set bộ Hà đang mang. Màu Lavi nè. Màu ghi nè. Màu cam cho Hà nha. Màu cam. Màu hồng. Màu đen giùm em nha mấy chị nha. Và màu hàm ăn là màu Lavi. Đấy lấy 79 mấy chị comment 79 ghi màu. Bảy chín màu màu vàng vô cải nè mấy chị. 79 màu vàng vô cải nữa. Đây áo khoác 65kg độ về giúp em nha. Khoác này hàng nằm trong hộp ấy. 79 ngang một khoác. Size 65kg độ về giúp em. Có mũ cho mình nè. Có khóa kéo bỏ tóc ra ngoài được luôn nha mấy chị nha. Nách là thông hơi. Hai túi trong, hai túi ngoài khóa kéo. Nói chung cái khoác này nó rất là xịn nha mấy chị nha. Này, chưa có bỏ cái hộp vô. Hàng chống tiêu UV nha mấy chị nha. Màu xanh với lại màu ghi. Comment khoác xanh khoác ghi mấy chị comment ký nha mấy chị nha. Khoác xanh khoác ghi mấy chị comment ký giùm em. 79 ngàn cái. Ống lê không nha. Ống lê bữa quay xe quá tròn. Quay cũng có lê quá tròn. Mẹ nó ghi giúp cho em Hà luôn là khoác ghi khoác xanh mấy chị comment ký giùm em nha. Ghi và xanh mấy chị comment ký giùm em. 65kg độ về cho Hà nha. Vải rất là xịn nha mấy chị nha. Vải cực kỳ xịn luôn. Em sale cho mấy chị em mình là 79 ngàn một cái. Khó này hàng vải chống tiêu UV. Rồi mã này ghi cho Hà là mã khó xanh khó ghi. Mấy chị comment ký giùm em nha mấy chị nha. Ôi cha 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 cha. Quần siêu giãn nè mấy chị ơi. Quần giãn chị bỏ xuống không biết. Ai lấy khăn mấy chị comment cho Hà luôn nha mấy chị nha. Chị nào mới một sản phẩm mà chốt thêm mấy cái món nhỏ nhỏ là đủ đơn luôn. Này khăn mặt là 29 nha, 5 khăn. Khăn mặt 29 nha, 5 khăn nha mấy chị nha. Lấy khăn 29, comment khăn 29. Còn khăn tắm mới là 55 ngàn 2 cái nha mấy chị nha. Khăn mặt, khăn tắm, comment giúp em. Bộ sát nách 60kg độ về có size. Bộ sát nách giúp em nha mấy chị nha. Bộ sát nách mấy chị ghi màu, ghi ký nha. Chị Kim Ngân nhiêu ký đi. Nhiêu ký nó lấy màu cho nha, hai dây hai lai đủ size. Chị Kim Ngân nếu như hai màu đã có đó thì chị Kim Ngân cho mình ký đi. Bộ này là bộ siêu thị cho Hà nha. Túi sâu lắm. Bộ sát nách 60kg độ về. Màu đen, màu xanh, màu hồng 60kg độ về giúp em nha. Màu hồng là có 65kg độ về luôn mấy chị. Bộ này 69 ngàn thôi. Em nha. Lấy đỡ chứ em gọi cho. Bộ này 69 ngàn cho Hà. Đỡ chứ em gọi chị cho. Bộ này 69 ngàn cho em. Bộ này của tao cắt chua hay lấy ra bán nữa hay tao. Lấy ra. Bữa nó hỏi không có tao bính. Okay, bộ sắc nách. Chị Nguyễn Hương ok chị. Sát nách ghi màu ghi ký nha. Màu hồng là còn size 65kg độ về. Cái vải nó xịn lắm đó trời.
cái vải nó rất là xịn luôn. Mấy chị về nhận hàng đi, cái vải nó hàng siêu thị chứ không phải hàng hoài. Màu hồng em còn nè, mấy cái quần nữa mấy chị, cái bẹ quần nữa, tới ba đường chỉ luôn, bẹ lớn luôn, mình mặc nó không có bị cắn luôn á mấy chị. Cái túi của nó may bằng cái vải của vải này luôn, chứ không phải vải khác nữa. Rồi sát nách ghi màu ghi ký giùm em nha mấy chị nha. Màu hồng còn size 65 kg độ về nè. Sát nách hồng em còn size 65 kg độ về nha. Sát nách màu xanh em còn size 60 kg độ về. Sát nách màu đen còn size 60 kg độ về. Rồi, nó có 1 mẫu 1 rồi mấy chị. Bộ rin còn sót lại 2 bộ hả? Bán 100 ngàn. Rin nhạt, rin đậm 100 ngàn cho hà 55-65 kg. Rin nhạt, rin đậm 100 ngàn bộ nha mấy chị nha. Còn 2 bộ bị rớt nè. Còn 2 bộ bị rớt nha, 60-65 kg. Rin màu đậm và rin màu nhạt cả bộ cho hà nha, 100 ngàn. Đó. Chị nào chưa săn được bộ này săn luôn. Bộ này nó đẹp. Rồi mã này ghi giúp cho em Hà luôn là rin màu đậm với lại rin màu màu nhạt cho Hà nha. Hai màu 100 ngàn. 100 ngàn bộ. Quần siêu giãn. Màu đen em còn 60 kg độ về. Mấy chị comment giãn ghi màu ghi ký giùm em nha. Giãn màu nâu tây nè. Giãn nâu tây, giãn xanh với lại giãn đậu là đủ size. 65 kg độ về. Ủa bàn chải nha, mình còn bữa nó sọn còn bàn chải không? Cột tóc 10 ngàn nha mấy chị nha. Cột tóc là 10 ngàn. Cột tóc 10 ngàn. 10 ngàn 20 sợi dây cột tóc nha mấy chị nha. Lấy cột tóc mấy chị comment cột tóc luôn. Giãn ghi màu ghi ký nha mấy chị ơi. Quần giãn ghi màu ghi ký em chốt đơn. Quần giãn ghi màu ghi ký em chốt đơn luôn. Quần siêu giãn cho Hà nha. Quần ngố siêu giãn giúp em. Màu nâu tay, giãn nâu tay mấy chị còn minh ký nè. Rồi đen xanh còn 60 kg độ về. Nâu tay với lại đậu là còn 65 kg độ về giúp em nha. Nè. Là quần siêu giãn. Vải siêu co giãn cho Hà nha. Rồi lấy mã này mấy chị comment nhanh tay cho em luôn. Giãn ghi màu ghi ký giùm em nhanh 59 nha. Bộ tay hến nè mấy chị ơi, bộ tay hến 85 ngàn nè. Chị nào chưa chốt thì comment cho em luôn nha mấy chị nha. 85 màu tím cà. Bộ tay hến giùm em nha, 85 màu tím cà giúp em. 40-62 kg độ về nha. Rồi 85 màu này là màu à. Màu tím giùm em nha. Đấy 85 tím mấy chị comment 85 tím. Vải rất là xịn nha mấy chị ơi. Mã này ghi cho Hà là mã 85, màu này là màu nâu. Lấy 85 nâu comment 85 nâu. 85 đen. Bộ tay hến nha mấy chị ơi, bộ tay hến có 85 ngàn một bộ thôi. Đùi sọc hả? Ok, đùi sọc 33 ngàn ấy ha. Rồi sọc với trơn đúng không? Bỏ sọc với trơn không em? Còn mấy cắn. Mã này ghi cho Hà là mã 85 màu hồng cho Hà nha, màu hồng. Và 85 màu màu vàng, cổ đủ màu luôn mấy chị. Bộ tay hến này 85 ngàn. Bộ tay hến 85 ngàn, lấy mấy chị comment cho Hà luôn nha. 85 ngàn bộ. Bộ tay hến này 85 ngàn bộ. Bộ rin màu nhạt em hết với chị Nguyễn Thùy nha. Rồi chiều em gọi nè chị Kim Ngân, chiều em gọi em báo màu trắng. Rồi bộ tay hến 85 ngàn, lấy mấy chị comment cho Hà nha. Comment 85 ghi màu. À, quần kaki thì mấy chị ghi cho Hà là mã 33 ngàn thôi nha mấy chị nha. 62-63 kg độ về ok. Trơn kem nè. Trơn màu xanh nè. Trơn màu đen. Đấy là trơn còn 3 màu. Sọc là Hà còn 4 màu 33 ngàn luôn. Sọc màu xanh. Sọc xanh giúp em nha. Sọc màu kem. Sọc màu nghệ với là sọc màu đen nha mấy chị nha. 33 ngàn quần. 33 ngàn quần kaki đó. Ừ tay hến mấy chị cứ comment giúp cho Hà nha. Cái quần này mấy chị lấy trơn sọc cũng được 33 ngàn nha. Mấy chị nào một áo lấy thêm cái quần này là đủ đơn rồi đó.
Rồi bộ tay hến 85.000 chị lấy thì chốt cho Hà luôn. Rồi, đó 33.000 cho Hà nha. Sọc đen, sọc nghệ, sọc màu kem, sọc màu xanh. Trơn thì em có trơn đen, trơn màu xanh và trơn màu kem nha mấy chị nha. Thì cái này thì mấy chị cứ comment giúp cho em Hà luôn. Bộ tay hến 85.000 cho Hà. Form 60-62 kg độ vừa ok, vải rất là xịn luôn. Mấy chị ghi chị Hà là mã 85 màu vàng này đó. 85 mấy chị ghi màu nha, 85 màu hồng. Rồi, này là 85 màu, là màu đen giúp em nha. Lấy 85 đen, mấy chị comment 85 đen. Kaki ngố, kaki không có ngố, có siêu giãn ngố thôi. Rồi 85 màu nâu cho Hà mã này nha. Lấy 85 nâu, comment 85 nâu. Rồi 85 màu tím cho em mã này nha. Với lại 85 màu này là màu tím cà. Rồi 85 ghi màu. Đồ riêng màu đậm. Màu đậm là mã này là ba. Còn okay. Chị khô tay còn bao nhiêu ký? Còn như chị nha. U mì 1-2-3 nút ghi ký giùm em, 95.000 cái ghi ký lên cho em là được mà. Mì quý lấy coi được không? Lấy gì ta? Là gì? Lướt coi thì lấy gì? Ngố giãn. Ngố giãn đây nè. Ngố vải siêu giãn. Hot nón 79 hôm trước. Còn chị Thủy Phạm lấy màu gì nhiêu ký? Có đơn chưa? Thủy Phạm 79 chắc là có nón mà. Hot nón là cái chắc hot chống tiêu về đúng không? Khó có cái nách lưới đúng không? Rồi lấy cái này thì chốt luôn cho này nè. Quần ngố zin nè mấy chị. SML 60 kg độ về luôn á. Quần đùi ngố nha mấy chị ơi, có 99.000 quần thôi nè. Chip xịn 79.000 chục. Chip xịn cho Hà nha, 79.000 chục. Lấy chip xịn mấy chị comment chip xịn giúp em nha, bên trong kháng khuẩn cho Hà Như này. Đó, 10 quần chip xịn có 79.000 đồng. Mấy chị em biết quần nhà Hà thì mấy chị cứ comment cái mã lên là chốt thôi à. Quần chip xịn 79 nha giúp em. Umi Baby cũng có luôn. Baby có nâu với lại đen ấy, chị lấy màu nào nhiêu ký thì comment luôn. Baby là 89.000, còn Umi tay 3 nút là 99.000. Này. Rồi lấy mẹ này mấy chị comment cho Hà luôn nha. Chip xịn 79.000 cho Hà 10 quần. Lấy chip xịn mấy chị comment chip xịn cho em nha. 79.000 10 quần cho Hà nha, chip xịn. Đó, lấy chip xịn comment chip xịn luôn. Đây là khăn mặt cho Hà nha, 29.000 năm khăn nè. Lấy khăn 29 mấy chị comment khăn 29 giùm em nha. 29.000 đồng 5 khăn. 29.000 đồng 5 khăn cho Hà nha mấy chị ơi. Rồi lấy khăn tắm mấy chị comment khăn tắm. Khăn tắm 55.000 2 cái. Khăn tắm là 55.000 2 cái. Rồi riêng bếp ghi nằm sẵn ở luôn rồi. Còn 55 kg đổ về nha. Bếp ghi màu đen còn 55 kg đổ về. Màu nâu còn 65 kg về. Đó. Khăn tắm 55.000 hai cái đủ màu cho Hà luôn nha mấy chị ơi. Lấy khăn tắm mấy chị comment khăn tắm. Máy sấy là 59 nha giúp em. Ây da. Này. Mấy chị lấy thì comment cho Hà luôn nha. Khăn tắm 55.000 hai cái. To lắm mấy chị, khăn tắm này dài to mịn lắm á. Khăn tắm 55.000 hai cái luôn nha. Nó ngắn hơn. Thấy nó ngắn hơn xíu nó khỏi lo.
Không, to. Ok, chị Mai lên nhiêu ký ạ? À? Xin ký luôn. Bộ sắt nách 40 ký, ok. Chị Mai lên 5 ký rồi về, chị Mai lên lên ký nha. Cột tóc là 10 ngàn một ống nha mấy chị nha. Oh, ok, chị Bích Khâm. Ây da. Ok, ok, 53 ký, chị Mai lên cả đơn. Nè. Sao đây là 2 ống nha? Nào giảm lên. Nó cắt ra đổi màu á. Nguyên... Ai biểu cắt ra đổi màu vậy? Trời ơi, nào thông minh à. Cột tóc 10 ngàn cho Hà. 10 ngàn giùm em nha. Lấy cột tóc mới chị comment cột tóc. Cột tóc 10 ngàn rồi, ai có đơn chốt phụ cột tóc luôn 10 ngàn. Ừ. Nên mang dừa này nó không có bị ló lên trên này. Người này cao quá nó ló lên. Cột tóc 10 ngàn một ống nha mấy chị ơi. Lúc trước mặt mờ. Nay nó cũng vậy mà. Nó có cái size đó, nó có cái size đó từ trước tới giờ. Mặt ghiền đúng không? Mặt quần bếp kia ra ghiền rồi, gặp hư nó cũ rồi, mình giờ mình thay quần khác ha. Cột tóc 10 ngàn ống giùm cho Hà nha, lấy cột tóc mấy chị comment cột tóc. Máy sấy 59 nha, lấy máy sấy thì comment máy sấy luôn nha. Giờ Hà Ngữ nha mấy chị ơi. Bấm theo dõi trang em, hôm sau em like đăng hình là có thông báo nha mấy chị nha. Bye bye.